Rồi rồi nè, cái đó để đó. Nhanh lên mấy đứa này thiệt á. Nhanh chân nhanh tay lên. Con nè đi vô trong lao cái bình qua. Nè để lên trên kia. Con cái này dẹp vô trong cốc đó. Dạ còn cái này mình để đâu mà? Để đâu tao nè. Dạ. Rồi đây. Lẹ lên. Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có chồng giàu sang núi danh là đấng hào hoa. Đời vui thế nào ngờ chàng đi quá đột ngột, hỏi bạn rằng có ngừng nào mà không đau đớn. Thế mà lòng em đến nay chưa hết bàng hoàng, bởi vì chồng em mất khi em mới về đây. Đời đâu biết mà ngờ đào hoa số nặng nề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Ông đi đã nhiều năm nhưng sao vẫn luôn nhớ đôi mắt si tình yêu cô si mê. Dạ tôi lại ông, năm nay giỗ của ông mà không hiểu sao ông giận cái gì á mà làm ăn thất bát, làm ăn không có được, nên năm nay tôi làm cái đám giỗ nhỏ cho ông. Hứa với ông năm sau mà ông phù hộ làm ăn được hả, tôi hứa tôi làm một cái đám giỗ lớn, đại buffet, đại ở hồ bơi, mời DJ chuyên nghiệp về, mời mấy anh chị diễn viên về PR, mời các anh chị truyền thông về PR cho các ông, cho có một cái đám giỗ tiền tỷ nha ông ơi. Lẹ lên, không có đứa nào làm rớt đồ nữa chưa. Mũi hả, nghĩ sao mà cuốn hết giải người bài nè, vậy? Nè. Đứa nào bài tùm lum sát thì mạng. Dạ. Dọn dẹp đi con. Dạ. Em ơi em, mấy đứa nhỏ nó tưởng em chết, nó tẩm liệm em thôi mà em làm gì thấy ghê vậy. Ôi chị cả, sao trong cái tư tưởng của chị lúc nào cũng muốn em chết hết trơn trời vậy? Cưng, cứ nghĩ sao vậy, cưng còn trẻ quá trời, sao cưng chết được, sống dài lắm. Cả. Dạ. Em nói nghe nè, cái nhà này mà sống dai á là chị á. Ủa sao vậy? Trời, chị không thấy hả? Cha chết, mẹ chết, tới chồng chết mà chị vẫn còn sống nhăn răng. Trời ơi. Ủa em ơi em. Hả? Nó không phải sống dai. Chứ gì chị? Sống lầy. Trời cả ơi. Vậy mà cả cũng nói được nữa hả? Trời ơi, không nói sao làm cả được em. Ừ thì đúng rồi, mà cả em nói cả nghe nè, người ăn cái ở trong nhà mình á, cả dạy á, phải dạy từ trong trứng á, chứ không thôi nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Mà người ăn cái ở không có dạy được á thì cả dạy được ai? Ôi em ơi. Hả? Thiệt luôn á, nói về mức độ hư hỏng là nhà này không ai qua em hết, em là quán quân rồi. À. Em áo quân nè chị. Ờ em ơi, mấy cái đó cái gì tốt đẹp mà em dành. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em nhớ không, vỗ đầu của ổng á, em cầm nguyên tô súp, em mập vô mặt ông thống đốc mà hên cho em. Lúc đó em là thân phận của bà hai nha. Chứ em mà cái thời mà còn trâu chó mà ở đợ hồi xưa đó ha, ở tù rụt xương em à. Chị cả. Chị kể chuyện hồi xưa. À em biết mà, em biết chị. Ôi, chị cả này, chị cứ nói chị hai vậy hoài à. Còn chị hai nữa, chị kiệm lời lại. Sao giỡn? Ừ, biết là giỡn rồi nhưng mà cũng không được như vậy. Sao vậy? Chị hai phải biết là ở trong nhà này chị cả là già nhất. Không, ý em nói là chị là nhiều vết chân chim nhất. Không, ý em nói là vết chân chim đạp nát mặt chị luôn. Không phải. Em ý nói em nó giảm nó tránh mà cái lưỡi nó trợt qua, em nó trợt qua đây nó nói vậy. Sao, ý em nói chị biết em tốt tính mà. Dạ, ý em nói là chị có thâm niên trong nhà này nhiều nhất. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái nhà này còn tới bây giờ là một tay chị cả hết đúng không nè. Nè mấy em nghĩ coi, ba chị em mình từ ngày ông mất, một tay mình chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ. Nhìn cái xưởng vải nhà mình đi. Sao chị? Quan tàn đổ nát, ăn không làm em ơi. Cả ơi, em thấy ngộ quá ha. Hồi kỳ mới về nhà này á, em thấy tính chị khác lắm kìa. Sao bây giờ không biết là cái gì làm cho chị đổi thay? Không có em ơi, nhớ lại cái thời trẻ trâu của chị á. Chị bị bốc đồng, chị thiếu suy nghĩ á em. Trời, em còn nhớ không, 10 năm về trước mình còn quan hỷ quá mà. Bỗng nhiên cuộc sống thay đổi rồi mà. Em không muốn nói.
lặng thinh, chính anh cũng đã nói cưới thêm hai con cho nhà nó vui. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao, thật đáng lòng. Không muốn đâu em ơi vì con kia đừng quay em đi hả. Em đang phiêu để biết cho chị cản em à. Trời ơi em ơi, em nghĩ sao vậy, trong cuộc đời này ai cũng có sai hết, nhưng mà cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai hồi ngay dừng ngay, dừng ngay cho qua đi. Chị cả, ngày hôm nay mới biết chị xàm vậy luôn chị cả. Không xàm sao là chị cả em. Mà chị ơi, em nói chị nghe nè, cái chuyện nó qua lâu lắm rồi, mình đừng có nhắc lại. Ờ à, đúng rồi đó chị. Mở cả ơi, vậy? Thầy tới rồi. Con lại cậu, trời ơi, xúc sổ đổ thao, xúc sổ đổ thao. Con ơi. Dạ, cậu còn đẹp không con? Dạ, cậu y chang. Ủa, sao tao ca múa hát sùm mà cái nhà nó rắn teo như nhà quan chức vụ vậy bây? Dạ, không thấy ai hết hả? Không có ai hết trơn, vậy rắn quá. Dạ, đứng che xe người ta hết làm gì thấy ai. Dạ con lại thầy. Dạ lại thầy. Thôi đừng có lại quá, tao còn thọ bay. Dạ 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 dạ, dạ. Ừ, làm việc hai đứa. Hay. Dạ. Trước khi mà tới buổi làm việc hôm nay thì để cho hai ta tự giới thiệu tên trước. Dạ, em dạ. Là Hoàng Thùy. Em là Hoàng rapper. Dạ. Còn bên kia là Hoàng Mập. Dạ sao? Dạ bây giờ trước khi mà làm á, là bây giờ chị cho em xin cái tuổi của chị đi. Dạ, dạ cái tuổi thì em mới là cúng kiến được. À chị tuổi Hợi. Dạ, dạ tuổi Hợi. Em tuổi Mèo. Dạ em tuổi Tin. Thôi nè, bà tuổi gì? Tuổi Tin. Tuổi Tin là tuổi gì? Là tuổi Mùi. Tuổi Dê, tuổi Dê. Tuổi Dê. Bà tuổi Tin. Hợi Mèo Mùi Tam Hạp. Dạ. Gia đình chắc thuận hòa lắm đa. Dạ, dạ. Thuận ghê lắm. Dạ. Nhìn là thấy thuận rồi. Bây giờ á, để gặp mặt ông nhà thì cho ta xin bát tự của ông nhà đi nè. Dạ. Ngày chờ tháng đời năm thương nhớ. Cứ còn đâm bạc. Bây giờ là phải thôi. Bát tự người ta phải ghi trên giấy tờ, ta đưa cho thầy đàng hoàng chứ. Giờ sao? À không không, cái không có chuẩn bị phải không? Đâu có cần đâu, cái đó khỏi không được nữa. Thôi nè, bây giờ mình muốn gặp ông nhà liền chưa? Dạ dạ, gặp liền, dạ, gặp, liền, liền, gặp, liền, liền. Gặp dạ, liền luôn hả? Dạ đúng, gặp liền, gặp liền. Sợ trì phải không? Dạ. Trời ơi, gặp liền luôn đi. Dạ, vô liền nha. Bắt đầu.
minh nữa, cho hỏi ông nhà người miền nào? Dạ Tây, Tây. Tây, dạ. Phương dạ. Bắt đầu lại. Dạ đây. Hello. Lo. It's me. I was wondering if I have so on the years would like to make to go over thầy ơi. Everything. Thầy ơi, thầy ơi. Cái gì vậy mày? Dạ chồng con người miền Tây thầy ơi. Miền Tây thì Tây, tao tưởng chồng nước ngoài, tao mày không nói rõ ràng. Mày phải nói Tây Nam Bộ chứ. Trời ơi, làm tao gọi điện thoại quốc tế tốn tiền chết luôn à. Trời ơi, cái thầy không biết thì thầy phải hỏi với thầy. Sao không biết được? Mày nói chuyện nó không có rõ ràng, nói với thầy bà phải nói trình tự, nói định mạch, nói rõ ràng chứ con. Không có, không nói rõ, tại thầy không chịu hiểu rõ. Cái gì thầy không chịu hiểu rõ? Bây giờ mày nghe với tao phải không? Rồi, nè nè, tao nói cho mày biết hả? Trong cái nhà này bây giờ hiện tại là tao lớn nhất nha. Không không, con mới lớn nhất. Cái gì? Con tao ở đây, tao ở đây, ổng nhập vô tao, tao lớn nhất. Thầy nói gì thì nói đi. Ờ vậy, vậy đi. Rồi bây giờ rõ đi, miền Tây phải không? Dạ. Tây Nam Bộ phải không? Dạ. Bắt đầu lại, tổn hao khí huyết dễ sợ. Vô. Đúng, đúng tay rồi, đúng tay rồi chị. Đúng miền Tây mình rồi. Trở lại Huế thương. Bài thơ cắt trong chiếc nón. Ngày xưa em bạn chè đậu vảng trên sông Hương. Trời đất ơi. Mà sông Hương nước chảy thuyền trôi lừng lỡ. Em trao nón đợi còn anh. Hẹn hò. Câu Trường Tiên sầu vai 12. Nhịp. Trời ơi thầy ơi, thầy chồng con người miền Tây thầy ra Huế luôn rồi sao rước được giống chồng con về? Giờ tao phải kêu từ trong Nam ra tới chí Bắc là phải xuyên Việt mới gặp được ổng, phải dễ tìm đâu con, phải không? Dạ. Ở đây à, vậy, vậy thầy phải nói trước mới biết. Không đi chơi chứ bộ. Thầy không nói. Sọt sọt dạ, nữa à dạ. Mệt ghê á. Giờ tiếp nè. Dạ. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn nhà mây hiu hiu gió lộng. Bá quan mỗi chiếc là chiếc thuyền nán, có về là về bơi hội, có gái ngoan tầm trọng. Ôi mình dẫu tình tàng. Anh cả, anh hai đấy ơi, cô cả, cô hai đấy ơi. Người vào đây, vào đây. Vào đâu? Người vào đây. Vô đâu thầy? Chị vô tao, lên vô tụi bay. Quá hoài, trời ơi, mất mệt à. Vừa phải thôi chứ. Giỏi quá lên làm đi. Ôi quẹo quẹo quẹo. Bệnh quá tăng quá tự trọng, tôi cũng tổn thương chứ buồn. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Giống thiếu chi nhập. Thiếu chi? Đúng rồi. Ở lại làm chi? Giọng thiếu nghe, giọng thiếu nghe. Còn lè trong khỏi kề. Còn điện điện hỏi tỏ ti te tỏ te. Te tỏ te là te. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa bà nội mày. Bà tán cái dòng bài luôn. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ thầy ơi. Ê, thầy dòng siêu ổn. Thầy dòng siêu ổn. Vậy vậy, vậy gì vậy? Dòng ập ba nhập. Hả? Dạ. Hey. Trời ơi. Come on, 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 come on,
rồi. Trời ơi là trời, bây giờ sao? Chừng nào tôi mới được gặp chồng tôi? Ai biết à. Trời ơi, cái gì? Bây giờ kiếm bạn thấy ông đâu hết trơn, ông chết lâu quá rồi. Rồi bây giờ làm sao hả thầy? Sao đây? Để thầy tính coi. Giờ phải tính mới được. Phải dùng hết công lực của thầy. Dùng tuyệt chiêu cuối. Ông nhập, ông nhập rồi. Mất cộng tóc là ông nhập rồi. Ông nhập thiệt không? Nhập rồi. Kỳ gậy của ông đâu mà ra đây? Bà ơi, lẹ quá vậy. Mình đang nói mình đã yêu nhau hàng đến ngày giờ chúng ta đây đủ niềm vui sướng chờ một tuần nhân chúng ta tuổi xuân đến ngày tóc trắng em vẫn yêu quậy yêu mãi không phải lời. Mình đã chị ơi, rung bông hoa gạo. Em bị hết hơi chị. Ơi! Mày hát nữa không đi bây giờ? Dạ mô Phật. Giờ ta biết sao ông này chết sớm rồi. Mình ơi. Mình ơi. Thôi mình có gì mình cứ nói luôn. Hôm nay tôi về đây là tôi muốn nói với mình cái này nè mình ơi. Sao? Cái chuyện này quan trọng nè mình. Sao mình nói đi khi anh mà nghe. Mình thuê mướn ai làm cái vấn đề gì đó nó nặng nhọc. Dạ. Nó liên quan tới sức khỏe và tâm sức tuổi thọ của người ta. Dạ. Thì dạ. Mình phải trả công cho nó đàng hoàng xứng đáng chứ. Giống như cái người mà tôi đang mượn xác nè. Nãy giờ người ta đòi đẩy tôi ra ngoài à. Người ta nói là trả không có xứng đáng. Bây giờ mình thấy sao? Mình trả thêm đi. Thì từ cái dông nó giữ lại cho nó đá tôi đi. Dạ em nè mình. Thanh xuân phơi phới. Dạ. Giờ sao? Sao mình muốn bỏ trốn theo trai đúng không? Thôi. Tôi biết hết. Người đâu? Mình ơi mình hiểu lầm ra thi mạng đâu? Dạ. Đem roi mây ra cho ông. Ông ơi ông ơi. Bà cả. Dạ. Đưa roi đây. Đâu rồi? Nhận roi. Dạ. Trời ơi, tự nhiên đưa cái cây cho múa như tài thiên vậy làm sao? Bà múa cho ai nhập bà đâu? Trời ơi. Bà cả, tôi muốn bà chính tay bà phải dạy hai con vợ trắc nết này của bà, của tôi. Bây giờ bà phải đánh thật mạnh. Mỗi người 30 roi coi như là cảnh cáo. Không mình ơi, sao đánh em của em được? Mình làm vậy thất đức. Mình phải can đảm lên. Trời ơi mình em... phải vượt lên chính mình. Hả? Không phải mình ơi, nói nặng không còn dám nói nặng, sao em dám đánh em của em? Đánh đi. Ê, cho hỏi thăm hai bay làm gì vậy? Em lấy tâm lý. Dạ. Không, có nghe là chị đánh giả bộ thôi. Hai đứa la phối hợp thôi, chị không dám đánh thiệt đâu. Thiệt hả chị? Em đánh rồi mình ơi. Đánh đi mình. Tao đánh cho mày chứ. Ai da. La phối hợp tiếp. Dạ. Tao đánh cho mày chứ. Tao đánh cho mày chứ. Ai da, đâu đi. Tao đánh cho mày chứ. Bỏ chồng theo trai, ôm vàng bỏ trốn. Tao đánh cho mày chết. Chị nói đánh giả thôi mà chị cả. Không, chị nghe lời. Ổng kêu chừng chị. Nè dùng đây nè. Ông Lý.
làm gì mà ông đối xử với tôi như vậy? Tôi sai chỗ nào? Tôi sai. Tôi sai là tôi đã theo ông về cái nhà này nè. Tôi sai khi tôi đã làm vợ ông. Ai biểu ngày xưa ông tốt với tôi quá anh chị. Tôi mang ơn ông. Tôi mới theo ông về. Ông thấy tội quá, ông mới cho chút danh phận. Ai mà ngờ đâu, bao nhiêu năm chung sống với nhau, tới tận bây giờ, tới tận bây giờ mà tôi vẫn còn trinh nữ. Vậy tôi hỏi ông, tôi bỏ nhà theo trai tôi đi tìm hạnh phúc của mình, cái gì là sai? Có gì là sai chứ? Ê, tao đánh quá mày điên luôn hả hai? Hai sao mày cười vậy? Hai chị giỡn, chị xin lỗi, ổng thúi chị. Chị cả. Chị nè. Em nói chị nghe này nè. Sao? Nhà này bây giờ nó mục nát hết rồi. Nó chỉ còn có cái mã không à. Nếu mà muốn thích á, thì mở cái miệng ra xin một tiếng tụi tôi cho. Mắc cái gì? Mắc cái gì mà bày mắc cái trò lên đông lên cốt? Dẹp hết đi nghe chưa? Đáng lẽ ra tôi định diễn coi chị làm cái gì mà tại con ngu quá đó. Cái con ngu nó phá. Cuối cùng chị cũng lộ ra bộ mặt thiệt của mình rồi. Lúc nào cũng giả bộ chị em. Vậy mà trong bụng á hả, phải suy tính cái nghĩ là trừ khử tụi tôi. Tôi nói chị nghe, tôi đâu có cần cái chức bà hai này nhà làm gì hả? Tôi ở lại căn nhà này nè là tôi muốn chóng mắt coi. Tôi muốn chóng mắt coi tôi coi chị hơn tôi cái gì. Người thì vừa già vừa xấu mà vừa á. Vậy mà tại sao? Tại sao ông Lý lúc nào cũng thì thào bên tai tôi là ông chỉ yêu có một mình chị? Tôi khinh. Chị hai, thôi hai con điên, tính giả điên trốn thoát hả? Tụi bay đâu? Gông cổ hai đứa nó lại, không để sót một đứa nào nghe chưa? Bà thôi đi bà Lý. Diễn xong tuần rồi không cần phải diễn nữa. Tôi không có diễn gì bà. Tôi nói ông đem tiền rồi ra khỏi nhà tôi đi. Gông cổ tôi nói lại. Đủ rồi Út Thâm. Cái gì vậy? Út Thâm ngày xưa của tôi đâu rồi? Ông Lý, ông về thăm tôi hả? Sao bỏ đi lâu? Sao bỏ đi lâu nay mới về? Út Thâm, bà để cho bà hai với bà ba đi đi. Họ còn trẻ, họ còn làm lại cuộc đời của họ. Không, không ai được làm lại cuộc đời trong chính cái gia trang này. Họ còn trẻ, họ có thanh xuân, họ có sức khỏe, họ có thể làm lại bất cứ lúc nào. Còn tôi có gì? Tuổi già, sức khỏe đâu, thanh xuân đâu, tôi có cái gì? Bà có tôi. Ê, sao vậy? Tưởng Huy, đi đi, đi khỏi căn nhà này đi. Đi đi, đi. Ông nói gì? Ông, tôi có ông. Vậy thì ông cưới thêm hai bà vợ để làm gì? Để làm gì nói tôi nghe coi. Tôi cưới bà hai với bà ba là theo lời cha lời mẹ của tôi. Chỉ có một mình bà thôi. Có một mình bà là tôi đòi cha mẹ tôi phải cưới về cho bằng được. Có một mình bà thôi. Nhưng mà sao bây giờ bà khác quá?
ngôi nhà này cũng khác quá. Có lẽ là do tôi sai. Tôi sai là bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói với bà là tôi yêu bà nhất ở trên đời này. Ngôi nhà này cũng không còn là ngôi nhà của tôi nữa. Bà cũng không còn là ôn tâm của tôi nữa. Chào bà cả. Tôi đi. Mình ơi, rất xuất sắc phần thi của mình cùng với sự trợ diễn của vũ đoàn ABC. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Buffalo đã có sự trở lại của một cựu thành viên, đó chính là diễn viên Khả Như. Dạ. Và không biết là cảm giác của bạn quay trở lại với ngôi nhà xưa như thế nào ạ? À? Thật ra Như chưa bao giờ đi hết á. À, khi mà nhóm tham gia chương trình này á, Như có xin giai hoài rồi mà tới bây giờ mới cho. Không, cũng có nói là mấy bạn khi nào mà cần á thì nói Như, tại vì thật ra cái công việc hơi tách biệt với nhóm một tí, nhưng mà Như vẫn luôn ủng hộ nhóm và theo dõi tất cả những cái hoạt động của nhóm. Thì hôm nay thì Như muốn tham gia, tại nghe đồn là nhóm đang yếu nhất nữa, rồi muốn là tham gia sẵn cái dịp này, chúng ta sẽ cùng nhau lỡ có rớt thì rớt chung cho vui. Dạ, xin mời thầy Minh Nhí ạ. Rất bất ngờ, ngày hôm nay tôi cười quá trời luôn á, tôi cười dễ sợ luôn. Tôi ghi nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ nói là các bạn bữa nay quá xuất sắc. Và các bạn xứng đáng cái số điểm tối đa của tôi là số 10. Wow, cảm ơn giám khảo Minh Nhí rất nhiều ạ. Thì các bạn biết không nè, từng giây. Và cái tình huống của các bạn, cái ghen quá sâu sắc. Bà cả này bà ghen dễ sợ, bà ghen hay. Và rất thấm. Cái ao của các bạn làm cái bài nhạc màu tím, trời nó lãng mạn dễ sợ luôn. Ngày hôm nay Buffalo rất xứng đáng được điểm 10 của tôi. Các bạn đã làm một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Và cái ghen của các bạn nó sâu sắc ở chỗ là cái ghen các bạn nó cứ dai dẳng từ đời này qua đời khác. Các bạn khéo léo lắm. Đối với nghệ thuật không được phép dễ dãi. Và dù bước lên sân khấu chỉ một phút thôi, mình cũng phải hết sức nghiêm túc và phải hết sức yêu nó. Cảm ơn Buffalo. Cảm ơn cô Kim Xuân rất nhiều ạ. À. Các bạn đã làm một cái tiểu phẩm quá xuất sắc. Các bạn rất chỉnh chu về mặt xử lý, về mặt cái ý của cái chương trình ngày hôm nay là ghen. Các bạn vừa xử lý tốt về mặt hình ảnh,
các bạn xử lý tốt về mặt chủ đề, các bạn diễn giỏi, các bạn diễn rất giỏi, tóm lại là dễ thương quá, hay quá. Điểm có cao không thôi? Cao hay không thì đó của tôi. Đúng là sự trở lại của Khả Như là đúng là lợi hại. Bạn bước ra sân khấu, bạn là người cầm chịch một tay, bạn giữ hết, giật hết tiết tấu của vở, mà thực sự bạn làm điều đó rất tốt. Nếu mà bạn Thư góp ý xíu là cái lúc mà đánh á, phải làm rõ khúc đó để mọi người thấy cái sự ghen trong Như nữa. Như chỉ cần xíu nữa thôi là Như làm xuất sắc. Cái tiểu phẩm này nó rất là Việt Nam. Chúng ta Việt hóa cái nhạc kịch của mình đi, mình càng gần gũi đến khán giả sẽ đón nhận được nhiều hơn và nhiệt tình hơn. Và tới bây giờ trong đầu em vẫn còn xao xuyến cái bài hát Mình Ơi. Đó, trong đầu em vẫn còn xao xuyến, em xin hát một câu cuối của bài Mình Ơi. Sao dám đám cưới vậy? Coi chưa hên xui nha. Em suy nghĩ kỹ nha Lập. Rồi. Ai dèo như thường, ai thương anh rồi, ai thương anh rồi, tôi đây thương sự. Đây là lần thứ ba em coi nhóm diễn, và ngày hôm nay là em cảm thấy em sướng nhất. Em còn em bấu cái ghế mà nó tét, muốn tét ghế luôn vậy đó. Dạ chị Khả Như, ngày xưa là em coi chị trong trường là tốt nghiệp, là em đã nói chị rất là nhiều. Ngày hôm nay lên sóng em nói chị luôn. Thật sự chị là một người nghệ sĩ rất là đa năng, xinh đẹp, hát, múa, nhảy, hài, bi, cái gì chị cũng làm được. Nói chung Như đẹp, Như quyến rũ, hãy Như Như. Cảm ơn Như làm rất nhiều. Nói chung là Buffalo và Khả Như ngày hôm nay rất tuyệt vời quý vị ạ. Xin cảm ơn ban giám khảo và ban bình luận rất nhiều. Hãy tiếp tục đồng hành với Buffalo để chặng đường sắp tới sẽ có sự xuất hiện của họ ở những vòng trong. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ôi sáng rồi, ra tập dưỡng sinh đi, để tôi mở cái đài rồi mình tập theo nha. Trời ơi, sáng sớm kiếm ôm sầm. Chào tất cả mọi người, hôm nay là tiết mục tập buổi sáng đầu của hãy tập từ tôi nha. Ơi, người ta đang tập sung sức mà ở đâu mấy bà đi ra đây vậy hả? Tập thể dục. Tập thể dục gì? Cái chỗ này là cái sân chung này là tụi tôi bút trước rồi. Cái sân chung mà ông bút hả? Bút cái mút. Trời ơi, cái mỏ cà trúng mà nói cái chữ út 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 út. Cái thấy cưng không? Thấy cưng không? Tôi đột vô cái mặt nhục của ông bây giờ. Dạ dạ dạ, đi ra ra. Bà vô bà mở ngay cái đài mà mình là mình hay tập á. Mở ngay cái bài tôi yêu thích. Trời ơi, 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 bà đi vô bà chuyển qua cái kinh mà tập tập khiêu vũ buổi sáng. Đúng rồi. Cái khiêu vũ giảm cân á bà. À, cái chỗ này tụi tôi đang tập nha, anh em tụi tôi đang tập nha. Bây giờ ông sao? Anh em ơi, lùi. Trời ơi, tàu hẹp hả? Trời ơi, bà đi tới sáng hả? Thiệt tình là lên. Xin chào quý vị khán giả, sau đây là chương trình tập thể dục buổi sáng. À, để có một giọng hai thon gọn, tôi là Tố Tố, mọi người hãy tập theo tôi nào. Đường về đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua một lối quanh, gập ghềnh đường để tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc mùi mùi. Thương cho kiếp sống tha hương, thân về gò rồi cho gió sương. Đôi khi muốn ta yêu ai như ngại nhìn đèn lãng. Mệt mệt quá. Tập thể dục gì mà mở cái gì mà quăng tùm lum vậy? Ai đòi mở cái này? Trời ơi, ai biết. Ê, coi được bà... tát đi. Tát đi bà mập, bà đứng bà nhảy hoài tội bà. Ê,
kênh được không? Chuyển kênh đi. Chuyển kênh rồi bấm rồi. Sau đây là tiết mục dự báo thời tiết. Tình hình đất nước hôm nay trời nắng nóng, nóng từ ngày hôm nay qua ngày mai qua ngày hôm kia. Mẹ ơi con chuyển kênh rồi mẹ. Trời ơi, mới sáng sớm tôi tập liền mà mấy bà ra quậy người ta hết trơn, không tập được gì hết á. Đây nè, mấy anh trai qua chơi với hội chị em bạn gì tụi em? Nghĩ sao mấy ông bạn của tôi. Trời ơi. Rồi cái hội anh em bạn chú tụ họp với cái hội chị em bạn gì rồi ha. Vậy thím ngồi chơi mình đi. Cái số tôi từ đó tới giờ là nó buồn neo đơn rồi. Ơi thôi thì chơi một mình vậy. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Trăm phần trăm xưa tôi nguyện chấp trăm phần trăm mỗi ngày mỗi ngày. Trời ơi nói nghe nè ông ơi, giờ này á cái tuổi này là chỉ uống sữa thôi nghe, uống rượu bậy bạ lắm á. Cho xin miếng nha. Đây. Hết rồi ông ơi, xin lỗi ông. Trời đất ơi, cha già này ổng đang buồn còn chọc ổng nữa. Trời đất ơi, trời con giận hay ghét không nè? Nói nghe sao buồn kể chúng tôi nghe với. Ổng có kể đâu. Kể đi. Thôi sao ông kể đi. Đi nói nghe coi. Cớ sao buồn này kia, cớ sao sầu này kia, ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm. Cớ sao buồn này kia, cớ sao buồn này kia, không nói đâu. Cớ sao sầu này kia, không nói đâu. Ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm, không nói đâu. Cớ sao buồn này kia, không nói đâu. Hãy sống cho tình yêu, sống cho mộng thắm khi tôi còn xa. Nói tóm lại tại sao ông buồn? Tôi buồn ngủ. Trời ơi trời, tâm sự nói đi. Mấy ngày nay tôi thao thức, tôi không có ngủ được. Tại sao? Tôi suy nghĩ cái cách nào mà để tôi cái vậy? Tôi cầu hôn bà Khả. Cầu hôn? Trời ơi, già dịch tới nơi tuổi này mà còn cầu hôn gì nữa cha nội. Trời ơi, sao? Nếu như thích thì qua bển hốt đại về ở chung cho rồi đi cha ơi. Ôi, chính vì là mình từng tuổi này rồi đó thì mình phải đàng hoàng, mình phải làm lễ, mình cưới hỏi, mình đưa người ta về đàng hoàng chứ. Đó, thật ra đó là tôi thao thức vì tôi muốn suy nghĩ tìm cái cách cầu hôn nào mà mình thể hiện được cái sự trân trọng với lại cái sự yêu thương của mình dành cho mấy bà. Mắc cái gì mà bà la? Không, bị tôi sực nhớ là tôi nhắc bà uống thuốc trợ tim. Bà la cái tim tôi nó trôi mẹ rầu. Xin lỗi bạn hiền. Cái ông kia đi về đây. Ê, cái gì vậy? Tôi đỡ bà vậy. Đâu rồi? Con dậy rồi bà ơi. Ủa? Thông cảm. Chậm. Tôi nấu cho ông nghe kìa. Bây giờ mà hả, muốn cầu hôn quá đơn giản. Một khung cảnh thiệt là lãng mạn, một nụ cười thiệt là thân thiện. Rồi sau đó qua vàng rơi phấp phới. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gặp mây trên lâu đài. Chẳng nào tới để chiều vàng hôn lên làn tóc. Và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Của mẹ em sẽ là một đấng quân nha. Em bị ngủ giấc ông già là bà huynh tôi gái quá mạng mà. Mẹ già gì? Có bạn bệnh tim mà bà làm gì hoài vậy hả? Trời ơi bà thông cảm đi, bị ở trong đây lâu quá nhớ con nhớ cháu. Trời ơi còn xuống theo xong cái tanh này nè là tụi mình chết luôn á. Thôi trời ơi
bà để ngược hoài với bà mắt bà mờ lắm rồi hả? Thôi, cái cách mà ông kể đó tôi tưởng tượng tôi thấy không có được đâu. Trời ơi, tôi hát thấy ghê lắm, hát bà nghe bà ối chết à. Ra không có phải là bị đảng trí rồi quên lời như tôi. Trời ơi, ông ơi, ông mấy ông sống ảo, mấy ông tưởng tượng quá à. Bây giờ tỏ tình người ta phải thực tế, người ta phải cầm cái đàn guitar lên. Rồi cầm lên cái đàn guitar. Đàn ông mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Quyết liệt. Quyết liệt. Đứng đắn lên. Đứng đắn lên. Hát. Hát. Đập vỡ cây đàn. Trời đập vỡ cây đàn. Yo. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Ông đập cái đàn cho đầu tôi. Ông dẹp rồi bà ơi. Thôi đó coi. Ông Cảm. Chậm. Chậm. Ôi, mấy ông ơi, bài cái gì đâu không là không có được. Đã nói rồi không có được mà. Bởi vậy tôi nói rồi, hai thằng trai già này không có hiểu tâm lý phụ nữ gì hết trơn á. Bởi vậy ở đây nè, chỉ có một mình tôi là hiểu tâm lý phụ nữ nhất thôi. Hiểu luôn. Nè bây giờ đi, bà già rồi, bà sắp xuống lỗ rồi hiểu không? Cho nên là gần đất xa trời. Bà thích cái gì đó vô thẳng vấn đề chứ đừng có mà vòng vo tam quốc. Đem bả ra ngoài thiên nhiên rồi cho bả đi phượt. Mấy bê à, đi phượt với anh không cần à. Leo lên xe anh chở đi phượt em ơi. Ok. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng bước bao nhiêu. Một vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước lượng tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với ấm lượng xanh. Trời ơi, tới nơi rồi. Xuống xe đi anh ơi. Xuống xe. Trời ơi. Sao? Tôi đi bằng xe hơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tắt. 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 Anh. Tít tít. Trời ơi. Sống ảo. Vậy sống ảo đâu bằng mấy người. Nó mệt quá. Nói chung là giờ tới biển rồi kìa. Biển to quá. Biển chẳng dám tắm đâu. Chị ba 80-90 tuổi rồi mà còn hát bé yêu biển lắm. Đúng rồi bà ơi, biển bây giờ thủy ngân độc tố không nè, đi xuống tắm đi đi. Trời ơi. Anh ơi nó xô em. Sao nó không quăng xuống luôn cho rồi. Trời ơi. Không thôi được rồi, bây giờ không tắm biển thì đứng trên đây cho gió nó mát. Trời ơi. Biển bây giờ nó độc tố không à, đừng có tắm. Ta nghĩ tắm rồi bà ơi, ta lên ta đứng ta không mát đâu. Ô không cảm. Chậm. Thôi nè, bây giờ á mình đi xuống bãi cát vàng đó rồi mình ngắm biển cho nó gần nha. Dạ. Đúng rồi mấy ông ơi, gió mát như vậy phải đứng lên đây không mát. Người ta nghĩ không mát người ta ra biển người ta ngắm rồi ngoại ơi. Không cảm đi bà chị ơi, chậm. Chậm. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, thôi nói chung là tới biển rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nằm nghe sóng vô tư bột tràn theo từng làn gió. Ôi sóng biển kìa, sóng biển. Vân trắng xa. Ôi đêm sóng biển kìa. Sóng biển kìa. Ngàn tuổi đêm. Ê. Sao? Mấy ông mấy bà làm gì vậy? Nghịch nước. Còn cái tuổi nhí nhạch không? Mình mới dựng xe trên hè hà biển cái đằng kia kìa. Trời ơi, mấy bà này niềm tin quá. Yeah. Rồi nghe, lấy trớn lấy đà nghe. Dạ. Anh em mình tiến về biển lớn. Biển. Yeah. Đi lẹ được không cha? Đó. Hai.
sao nước sông to thế? Ê, sao cái ngọn sóng nó cao mà bạc đầu vậy ta? Ê, Long Dương! Sông thần! Đừng lấy hồi tôi! Thiên nhiên bây giờ nó nguy hiểm lắm, không có an toàn. Đi không vượt. Đâu, thiên nhiên là không có nguy hiểm đâu, chỉ có con người hiểm nguy thôi ông ơi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao, cách nào thấy cũng không được đó ông ơi. Mấy cái cách nãy giờ không được hả, bây giờ ông muốn làm gì? Tôi biết bà thích bolero. Chẳng sao ông nói sớm. Ừ thì giấu để mấy ông hiến kế cho nó vui vậy đó mà. Trời ơi trời, cha già này, bây giờ thích bolero đi qua hát cho bà nghe đi. Không được. Sao không được? Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng giận. Trời ơi. Ừ tới bây giờ mà còn hát nữa, nhanh chân nhanh tay đi đi qua bên kia hát cho bà nghe. Ừ. Giờ phải làm liền luôn. Đi đi. Dạ lên ông đi, ơi. Bà ơi. Đi. Gì? Hả? Cái gì vậy cha? Cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Không có dám mong ơi. Mệt quá. Bây giờ tôi phải mang dép. Bây giờ chỉ còn lần cuối cùng. Đi qua bên đó hát đi. Tụi tôi ở bên đây quay phim lại cho để dành coi làm kỷ niệm một lần cuối cùng trong cuộc đời ông. Rồi ừ. Rồi lỡ ba từ chối rồi sao? Kệ ba luôn, chơi tới đi. Rồi. Vô. Rồi. Điện thoại. Em gái. Điện thoại. Mời em bước ra đây, anh muốn nói chuyện với em. Đi đi vô kiếm điện thoại, vô ra quay phim đi. Ê, ê, coi được á, quay lại khúc này tôi quánh má nó nhìn không ra nè. Còn là trong kia. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc em ra về. Dạ chào anh. Ê cái gì vậy trời, đi đi với giả từ rồi đi về mà, ông mới là người phải đi về đó. Về đi ông kẹo người ta chờ, kẹo người nhà mong. Ê khoan, tôi cái tuổi này là còn người nhà vậy đâu mà chờ. Ở trong cái viện dưỡng lão này tôi chỉ có một mình bà là người thương thôi. Tôi nói ông nghe nè, cái tuổi trẻ của ông nó qua rồi, vì cái tội mà ông dài dòng á, ông hiểu không? Bây giờ mà ông nói chuyện mà không còn vắn tắt nữa là ông dài cho tới cả đời, cho tới khi mà ông chết luôn đó. Rồi, đề nghị anh em bạn gì với chị em trật tự để tôi nói ngắn gọn một lần thôi. Trật tự. Chỉ còn gần em một giây phút. Trời ơi, một giây. Một giây nữa thôi. Là hai giây rồi. Trời ơi. Bao giờ bà mới bỏ cái thói mà nhảy nhảy vô họng người ta, nhảy vô họng người ta. Bà không để tôi nói hết cái lòng của tôi hả? Tại sao mà tôi nói bao nhiêu lần ông không chịu hiểu vậy hả? Tôi nói với ông rồi, nói cái gì cũng phải rõ ràng. Tuổi trẻ qua rồi, làm cái gì cũng chậm chậm, chừng nào mới xong, cha già điên. Đúng, tôi điên. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Ông ơi. Sao? Em ơi, người điên không biết nhớ và người say không biết nhục. Trời ơi trời, lãng giang đi cha già. Giờ tôi, bà không đồng ý nữa. Tôi không đồng ý. Tôi về. Ấy, ấy. Khi không anh lại ngoan mặn làm ngơ. Em tội tình chi anh bỗng ngừng hờ. Trời ơi, cái bà già lật lòng. Bà vừa phải thôi, bà đuổi tôi đi, xong tôi bước đi. Các bà nói sao anh quán mặt làm ngơ. Trời ơi, vừa phải thôi. Tôi có nói đâu, tôi hát bâng quơ mà. Bây giờ sao, bà có cho tôi một cái cơ hội cuối cùng không? Không. Tôi đi. Đừng xa em đêm nay khi mong
ơi, cái người đàn bà không xương. Bà ơi, đó, tôi đi thì bà bảo là đừng có xa bà. Sao không nói luôn đi, bà cũng vậy đó, cũng giấu giấu, cũng e thẹn, cũng thẹn thùng. Không phải, tôi không có giấu, nhưng mà tôi ngại. Ngại cái gì nữa? Ở cái tuổi này làm gì có cái chuyện mà đó, mà cái chuyện cái đó chỉ có dành cho tuổi trẻ thôi, làm ơn làm phước. Bà ơi, bà tin tôi đi. Em ơi, lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chăm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi, lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm sau còn vẫn vương đôi hồn. Người yêu nhỏ bé. Hay quá. Vô. Vô. Vô đi. Ê. Hết đi. Ê, nói đi. Vô. Nói. Em. Đông. Đâu? Mấy tháng trời. Bà ơi, tôi nhớ cái ngày mà tôi tỏ tình với bà, tôi hát câu nào cái bà xía vô câu đó. Hôm nay bây giờ bà không còn xía vô nữa. Đây tôi hát cho trọn vẹn nha bà. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Bà ơi, lệ nào không hiểu sao luôn. Trời ơi, tôi đang nằm mơ đây, tôi đang tỉnh đây, tôi đang nằm mơ đâu bà. Già quỷ, la cho tôi đi nữa đi. Đây, nói nghe bà, con người ta đang sống sưng sững ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, làm chi mấy cái chuyện này cho nó lên máu, nó đi cho lẹ hay chi. Trời ơi, tôi biết bà, tôi biết tụi mình á có thể đi bất kỳ lúc nào, bởi vì tôi mới tranh thủ được lúc nào hay lúc đó bà ơi. Không lẽ ông hiểu cái cảm giác mà ông mang tới cho người ta hy vọng, ông mang tới cho người ta hạnh phúc, rồi ông bỏ ông đi. Ông có hiểu cái cảm giác nó khủng khiếp cỡ nào không mà ông đòi cưới tôi cái tuổi này? Bà ơi, cái tuổi nào thì cũng có quyền được hạnh phúc mà bà. Ừ hen, sao không nghĩ ra? Rồi bà khỏe chưa? Bà sao để lắm. Tôi đỡ bà dậy còn nha. Mệt để lắm, không có ngồi dậy nổi đâu ông ơi. Thôi để tôi kêu bác sĩ tới. Bà cẩn thận, bà để tôi kêu bác sĩ tới. Thôi nha. Đi đứng không có nổi, không có làm gì nổi hết ông ơi. Sao trời vậy múa được? Cái gì mà nó vô lý vậy trời. Rồi bây giờ sao? Cái gì? Bây giờ mình cưới liền nha. Ngu sao không liền? Vậy bây giờ về nhà ở với tôi nha bà. Chơi mày luôn. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn
biết làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Yêu bây giờ luôn. Đừng chờ ngày mai để lúng tôi lìa đôi. Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà nói lời điều gian muốn nói đau, điều gian muốn nói vui, điều gian muốn nói đau, nghẹn ngào với nỗi vui. Hát ba là bạn ba, hát ba là đàn đau, hát ba là đàn ba. Tuần này các bạn rất là duyên dáng, từng bạn rất là nhập vai. Tôi thích các bạn lắm và tôi tưởng tượng là nếu một ngày nào đó 10 năm, 20 năm nữa tôi, chị Kim Xuân, Thanh Thủy, tụi mình mà già đi đó mà được yêu thương, quan tâm nhau mà vui vẻ như vậy thì thú vị ha chị ha. Hiện giờ là cũng đã già rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cái tình cảm các bạn dành cho những người lớn tuổi. Đây là một câu chuyện thật sự. Và các bạn không hề mượn cái đề tài là đi theo bolero, mà nó đã đi vào các bạn rất là tự nhiên. Từ chỗ Khả Như mà hát xong rồi cái là ngã nằm xuống, cái đẩy cái giường ra là tôi chịu không nổi thật. Khi người ta về cái tuổi mà quỹ thời gian mình không còn nhiều nữa, người ta rất cần một sự quan tâm, người ta rất cần được chia sẻ. Các bạn đang làm một điều mà người ta sẽ trân trọng cái nghề của mình, là vì các bạn đã lao động rất hết mình. Ở sân khấu Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội không phải chỉ có cười không, mà các bạn còn đem đến sự chia sẻ. Đối với tôi hôm nay, Buffalo số 1. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân rất nhiều ạ. Cái tiểu phẩm của các bạn làm cho tôi rất là xúc động. Các bạn diễn vai như ông già bà lão, quá duyên dáng, quá dễ thương. Dễ thương kinh khủng luôn. Tụi này ngồi đây tôi còn phục các bạn. Các bạn hôm nay phải khẳng định một điều rằng các bạn diễn rất giỏi, các bạn diễn tuyệt vời. Và một điều nữa là các bạn đã thổi một luồng gió bolero mới. Các bạn đã sử dụng bolero rất sang và rất đúng cái chất của nhạc kịch. Cái đó đúng là của Buffalo. Các em là những người thế hệ sau này, các em quen với văn hóa Tây phương nhiều hơn và các em chọn đúng cái bolero cho mình. Các em chọn đúng cái dòng giai điệu rất thành thị, rất Tây. Cái đó ngày xưa gọi là dòng kích động nhạc của bolero. Đó là cách mà tôi yêu quý những nghệ sĩ trẻ. Không bao giờ nói là ồ, bolero nó không có dành cho tôi, nó dành cho mấy ông bà già. Nhưng tôi có cách chơi bolero của tôi. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Và sự thông minh đó, các em hoàn thiện cái mình chưa có, lấy thế mạnh bản thân ra. Tất cả mọi thứ các em làm, tôi ngồi dưới này coi, phục quá trời. Ở đây bolero chỉ đang sử dụng như cái cớ. Nếu tôi thay kịch bản này, không phải bolero, bà già này thích nhạc trẻ, thì kịch bản vẫn diễn ra không có gì thay đổi. Bolero không được đóng vai trò quyết định, mà hiện thời cái vai trò của nó là âm nhạc minh họa nhiều hơn. Thật sự chị cảm phục các em, cảm ơn các em. Xin cảm ơn nhà báo Trang Phương Miu rất nhiều. Mình sử dụng bolero để nói lên tâm tư, tình cảm, và đó chính là lời thoại của nhân vật nói với người kia. Về tổng thể, tất cả mọi người chia đều mảng miếng cho nhau. Nếu như một người đó rớt miếng một cái, chắc chắn sẽ làm chì tiết tấu liền. Nhưng bản lĩnh của các anh chị là gì? Đó là bản lĩnh sân khấu và giữ tiết tấu rất là chặt. Và ngày hôm nay Buffalo rất là thành công với kịch cùng bolero. Bản thân thương mà khi mà coi về tiết mục của những người lớn tuổi, những người viện dưỡng lão á, mà vui vẻ vậy rất là sợ, không biết nữa, cứ nghĩ một ngày có nào em cũng vô viện dưỡng lão em thì chắc lúc em đó có anh Hiếu Nguyễn già bên cạnh em mà em lo chi. Em vô viện dưỡng lão. Nói chung là cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đem về một tiết mục rất là dễ thương, màu sắc đúng chất Buffalo. Cảm ơn các bạn. Em coi với cái tâm lý của một người khán giả thì thực sự mình cảm giác cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Có những lúc em không thể chăm sóc được gia đình em
Thì em qua đây em cũng biết là em hiểu hơn, đó là bố mẹ em có những lúc cô đơn. Nhưng mà em rất cảm ơn những cái người bên cạnh, bố mẹ em chia sẻ những câu chuyện vui buồn cùng với bố mẹ em. Có những lúc không phải là em. Xin cảm ơn Hữu Nguyễn rất nhiều. Vừa rồi tiết mục của Buffalo giúp cho chúng ta không phải là xem mà chúng tôi được sống. Bởi vì chúng tôi cảm nhận được chính bản thân mình trong cuộc sống của những ông bà lão này. Cảm ơn Buffalo một lần nữa rất nhiều. Kiều. Ủa khoan, giữ nguyên vị trí, giữ nguyên hình. Tại sao ba người này kết bên mà sao ba kết bên kỳ vậy? Ủa gì vậy trời, ba nhớ rõ ràng lắm, bữa con dặn ba là hãy dặn cái bên nào có cái răng sâu nè, bên này ba có cái răng sâu nè, đó nhớ không? Cái ba kết ba dặn bên này đúng rồi, làm sao mà sai được? Hôm bữa con có dặn ba như vậy. Đúng rồi. Vậy là ba gì làm sai không? Làm cái gì mà sai hoài à? Trời ơi, khán giả người ta nhìn lên, người ta thấy ba gì làm đều nhau như vậy, người ta suy ra là ba gì làm đúng. À lại có mình ba sai à? Yeah. Kỳ vậy, tự nhiên tao sai nhất trong cái đám đúng nhất, thành ra tao sai là sao? Ủa tao nói gì ta? Kỳ vậy. Thôi dẹp đi, tập tành gì nữa trơn. Lưu tô mày đặt hát cho sang vô múa mai quay cuồng, nãy xem chút té dập mặt rồi. Dẹp đi, không có làm gì nữa. Mày đó, mày lo chuẩn bị đi, chiều nay đi gặp má mày. Còn mày, người phụ nữ bự nhất Vịnh Bắc Bộ, chiều nay mày hát mở màn nghe chưa? Dẹp đi, không làm cái mới gì hết á, y như cũ. Tối nay phải vô tao tụng kinh đây. Ôi ba chửi mệt ghê á. Mày chửi con. Ui, ba chửi năm ba chửi vậy thôi chứ ba thương mày lắm mày ơi, thương năm mày lắm, đừng có lo nghe chưa. Chứ ba mà không thương á là không bao giờ mà lụm mày về xong rồi cái nuôi mày được mười mấy năm trời vậy đâu con. Đúng rồi đó con, bà điên này bà nói đúng nè. Vậy tao tên Liên. Quên, bà tên Liên. Cái bà Liên này bà nói đúng nè, bà Phượng đó bà lụm con về mười mấy năm nay, nhớ không? Cái khoảng mà năm 2000 đó con. Hồi nhớ nào chị? Đây nè, chị nói cho hai em nghe cái khoảng mà cái thời cái bài gì nổi tiếng nè ta. À cái bài mà tình anh giữ tình anh, đem giữ tình em. Hoàng Cẩm Châu. Đúng rồi. 2, 2, 3. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Cái thỏa mà bông mới trổ bông mở. Tự nhiên lúc đó bà Phượng bà lượm về một đứa con nít, bà bắt là nuôi cho bằng được. Trời ơi, chị Phượng, chị điên hả? Chị nghĩ làm sao vậy? Thân chị lo chưa xong, làm sao chị lo cho đứa nhỏ chứ? Đem nó vào trại mồ côi ngay. Mang vô chùa cũng được chị ạ. Sau khi nói câu đó xong, con bé nó khóc tức tưởi. Mày khóc mà. Tao giả một cái giờ mày tính chờ, mày đứng chờ. Con bé nó lại khóc. Tụi gì phải làm sao? Tụi gì phải hát? Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Con số gì ra cơ ra con mấy con mấy gì ra. Cái nó nín. Cái lúc đó ba dì mới quyết định nuôi ra mày đó. Thôi ba dì đừng xạo với con. Nếu như mà bá Phượng thương con thiệt á thì bá Phượng đâu đi kiếm má ruột con xong rồi cái trả con về cho người ta đâu. Nhỏ này mở miệng ra cái
chính kịch liền luôn. Vô lấy quà cho nó. Ở đâu hả? Đây là một món quà mà ba dì cất công bỏ xuống. Ba dì làm cho con. Đây là một món quà vô cùng quý giá. Ba dì phải dùng 7-7-4-9 ngày để có thể cắt mai, 100 ngày để đính hộp, 1 năm sau mới hoàn thành xong con ạ. Và đây là món quà mà ba dì dành cho con. Hey. Con ơi, chiếc đầm này quý lắm, chắc không có trên trần gian đâu. Vào đêm ba dì ngồi thưng trắng, cũng may nó ra cài đầm. Sao con? Con xin phép nha, tối nay con bận cái đầm này nè, cho con ra con bán vé phụ gì nha. Cái gì? Không. Con không được đi bán vé. Không. Con nhất định đi bán vé. Không. Này. Mày điên hả? Bước qua đây. Hư hỏng, bước qua đây. Đã bị một lần rồi, lần trước lén bà Phượng đi ra ngoài đó bán vé, rồi cái tụi du côn du đảng nó dê mày. Tại sao? Tại nó giống con gái quá mà. Rồi cái thiệt. Chính vì mày là người con gái thiệt duy nhất trong cái đoàn này cho nên người ta dê mày. Mà người ta dê mày thì ba dì phải binh, mà ba dì binh thì đâm ra ba dì quýnh lộ, quýnh người ta lỗ đầu. Hiểu chưa? Đó, bây giờ nè, cái nhiệm vụ của con á là con phải mặc cái đầm này để chi chiều nay má mày qua rước mày về, má mày thấy mặc cái đầm này má mày bỏ mày. Ủa gì kỳ vậy? Cái đầm này tao không dám mặc được, nó chi mày. Mày hiểu không? Cái đầm này mày mặc tôi đi rồi má mày nhìn mày mặc cái đầm này là tưởng mày như ba tụi tao mày, má mày cho mày ở lại. Yeah, tưởng sao? Ôi, cái gì cứ giỡn hoài à. Sao? Con thấy cái đầm này công phu quá trời luôn. May được cái đầm này là tốn biết bao nhiêu công sức không? Trời ơi, mấy năm trời đó con, 100 ngày. Với lại con thấy mấy gì ha? Đẹp nè. Ừ. Hát cũng hay nè. Dạ. Múa cũng giỏi nữa. Bởi giờ nãy con dựng cái tiết mục hồi nãy thấy không? Để cho cái đoàn lô tô mình nó có cái tính gọi là cái tính nghệ thuật hơn. Cái gì? Dạ. Nghệ thuật. Trời đất ơi, con nghĩ làm sao vậy? Lô tô hội chợ mà đòi nghệ thuật. Khán giả người ta vô mua vé vô đây nè, ta coi cái gì? Ta coi cái gì đó thoải mái, vui vẻ, giải trí. Đúng rồi, nghệ thuật nhức đầu là không ai coi đâu, con hiểu không? Gì kỳ vậy? Hôm bữa ba dì hứa với con sao? Hứa với con là tập luyện đàng hoàng, xong rồi phụ con thuyết phục bác Phượng cho mình diễn cái tiết mục mới này nè. Rồi giờ vậy, dẫn luôn. Thôi mà. Các dì sẽ dì con. Được rồi. Rồi, gì? Trời ơi, bà Phượng ơi, bà Phượng. Mấy đứa dễ sợ con làm hôm bữa thì nó quay lại kìa. Trời ơi, thả em ra, đừng động vào người em. Tránh thật xa, đừng phá ngay tình cỏ lắm. Em làm mơ. Nói cái gì không nghe được luôn á. Nói cái gì á. Nè, tụi kìa, tao nói rồi nha. Đụng vô tụi tao, tao đánh chết này nha. Đừng ăn hiếp nha, tao đánh chết à. Không, không nè. Lột cuốc đi. Đi. Coi đi được thì đi luôn đi. Đi. Không. Đi. Không. Xong đi đánh lộn luôn đi. Đâu, đứa nào qua đây đánh lộn. Tao cầm đầu nó lên chính quyền. Đứa nào. Xong thấy đứa nào ở chân vậy? Bá. Sao bà con? Ghẹo. Quỷ mà. Mới sáng sớm ghẹo chọc à. Giờ này mà còn lăng nhăng diễn ngoài này nữa. Không lo mà đi sửa soạn đi. 9 giờ sáng rồi. Không lo đi make up đi. 9 giờ tối diễn đó trời. Bá Phượng. Cái gì? Tự nhiên con thấy buồn quá. Con muốn chơi trò chơi. Chơi trò chơi hả? Chơi gì nè con? Chơi hát lô tô được. Trời ơi, trò đó ngày nào cũng hát hết trơn. Nhưng mà có bá chơi mới vui. Vậy hả? Ý mày nói tao làm trò cười cho mày hả? Không có. Ý nó nói là có bà nó vui hơn. Vậy thì được. Ủa hai câu đó giống nhau mà ta. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi. Ra chơi trò chơi. Rồi, hãy lại trò chơi như sao? Bây giờ mình hát cho lô tô nhưng mà khó hơn, mình hát theo chủ đề. Đúng. Bắt cái chủ đề nào, hát cái chủ đề đó. Chơi luôn. Rồi, chia làm hai đội, đội A bên đây, đội B bên đây. Đội A. Đội A. Con tươi con lắm đâu. Dạ. Ra đây cổ vũ cho chị. Thằng nào ở đây quấn lộn đâu. Trời. Mẹ. Cái gì? Người phụ nữ đàn ông duy nhất trong đây, nha. Mày bớt cái tính mày lại đi, ông nào ông vô trong con, dẹp cái cưa vô. Dẹp cái cưa vô. Mốt cưa bậy cưa bạ cưa tao làm đôi bây giờ. Trời ơi. Vô chơi cho chơi nè. Cho chị được rồi. Vô, chơi luôn. Cho chơi. Chủ đề dân ca ba miền xin được phép bắt đầu. Dân ca ba miền à. Lên em ơi. Vô. Mời mọi người tới đàn lô tô chị Hai Phượng nha. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Số gì đây, con số gì đây. Một thướng tóc tỏa ngang vai. Liên tục. Bá
Bà điên hả? Khúc này có lụm nó hát bà ơi. Quên. Dân ca bao điên mà tới miền cực lạc luôn rồi. Em xin lỗi chị. Bài này của con. Nè, mày hát giùm tao quên. Mọi người vô vị trí. Vô vị trí. Hai ba. Một thương tông xòa ngang vai. Hãy thương mà đi đừng. Gái Bá Phượng hát có khác không? Ngổ tang tình tang. Tình tang tình. Nhỏ này lụm Cà Mau mà hát trong quán hay dễ sợ. Tình tang. Một miền bèo sạt mây trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn chưa thấy có sự sắp đặt đâu đây ta thấy đâu miền Bắc còn một miền nữa đây em ơi con số tám. Bá, cho con hỏi là bài này phải là dân ca ư? Ủa con, bài này phổ biến không con? Dạ phổ biến. Dân ta ca nhiều không? Dạ nhiều. Dân ca. Nè, không có đủ ba miền. Ta hát từ Bắc vô Nam mà làm đủ ba miền là sao? Miền Trung. Từ Bắc vô Nam là không lẽ đi qua miền Trung? Bỏ. Qua chủ đề thứ hai. Chủ đề nhạc trẻ. Này ba chết rồi. Thủy, lên em. Có em. Số gì đây? Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi xin tên. Cho em giận ánh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi xin tên. Cho em cười xanh, cho em mộng mơ, em mua sầu. Là tôi xin tên. Em yêu trẻ mới, em yêu thật thơ, em ca hát. Là tôi xin tên. Hát giùm chị em, hát giùm chị. Em là hương, là hoa cho anh thẫn thờ. Em thướt tha, dịu dàng cho anh ngắm nhìn. Hôn anh say. Còn số 7. Chủ đề thứ 3. Mày thích cái thằng ca sĩ gì lắm phải không? Cho mày chết. Coi má hát gì? Sao tất cả mẹ ơi với nhau trời vừa như chưa bắt đầu hay quá vừa như ta vừa mới quen tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày vì quá yêu anh nên không thể làm gì cả chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành là thứ thái vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Còn số tao là con số tao. Chơi luôn. Này má chết thiệt à. Chủ đề thứ ba. Nhạc nước ngoài. Chơi luôn. Số gì đây? Ngưng nhạc. Ai ta sẽ tinh, sẽ tông, thử tinh cái tay cái to. Ta sẽ tinh, ta cái tay cái to. Tay cái tay.
còn số 2, còn số 2, còn số 2. Tuyệt chiêu cuối, tuyệt chiêu cuối. Tuyệt chiêu cuối em ơi. Chế, put it back on. Given me the days I was born. Want to know about the story of the empire that I formed. My eyes say more of me, what you dare to say. One day I touch your soul. One day I finally know. Tưởng tao không biết hả? Nãy giờ lôi cái nhật ký của mẹ đó kể chứ gì. Từ Bắc vô Nam nè, rồi tuổi teen nè, đó bây giờ lớn ước bên nước ngoài chứ gì. Thầu ơi, thôi đi mày đặt thi thố được. Ý muốn là cho tao thuyết phục tao cho diễn mấy cái mới mới này chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi được, tối nay diễn y như cũ. Ê, lộn, ý nói là diễn giống cái sáng mình tập đó. Con luôn má. Thôi đi vô chuẩn bị đi. Đi vô thay bộ đồ đó con nha nha. Trời ơi, còn có ngày hôm nay nó ở đây à, thôi chiều nó đi. Anh mà. Cái gì? Đứa nào? Đứa nào mới kêu tên cúng cơm của tao ra? Đứa nào? Bà Phở. Ồ, chào cô. Cô cũng tới đúng giờ quá nhỉ? Hình như là sớm hơn 3-4 tiếng thì phải. Sao? Anh Mạnh à. Xin lỗi, tôi không phải tên Mạnh. Bộ cái tên ba má anh đặt cho anh không hay hay sao? Mà anh lại đổi cái tên khác. Nghe quen quen vậy bay. Nửa đời hưng phấn. Thế à? Cái gì mẹ? Lộn bà ơi, vô cái tuồng cái tao vô tuồng liền luôn á. Bực mình ghê á. Anh Mạnh. Xin lỗi cô, tôi không còn tên Mạnh nữa. Giờ tôi yếu hơn chút xíu, tôi tên Phượng. Có dạ. Cái gì nói lại đi. Dạ anh Phượng. Thôi, chứ chị Phượng được không trời? Nhây quá à. Dạ chị Phượng, bữa nay tôi tới đây, tôi nhờ chị giúp giùm tôi. Chắc đủ đó, mỗi đứa 100 triệu. Trời ơi, 100 triệu. Bớt cái sự thèm thuồng trên mặt lại mấy đứa, bớt lại. Trời ơi, đi Thái chơi sướng luôn á. Lớn. Lớn. Dạ. Con mới thay đồ xong. Trời con mới hai trời bộ đồ mày chia ra cho con xong hả? Nhìn bộ đồ mày thấy cháy nhà rồi. Dễ sợ. Lâm, qua đây gặp má ruột của con nè. Sửa soạn đồ, lát đi theo má nha. Chào cô. Lâm, má xin lỗi con. Má biết là má có lỗi với con nhiều lắm. Má hứa là má sẽ dành hết phần đời còn lại của má để bù đắp lại cho con.
Lượm ơi, con có biết má đi tìm con cực khổ như thế nào không Lượm? Bao nhiêu năm qua má tìm con, má tìm hoài mà không thấy. Rồi người ta tự tìm tới má. Người ta giao má cho con. Cái gì vậy mẹ? Người ta giao con cho má. Lượm ơi, về với má đi con. Chứ con ở những cái chỗ này cực khổ vậy má chịu không nổi luôn. Thôi, chắc cô hiểu làm gì đó. Nhỏ vợ con sống sung sướng lắm, con cực khổ vậy trơn á. Với lại cô thấy không, ở đây có bốn người nuôi con luôn, có bốn người bá luôn nè. Bá? À cô không hiểu đúng không, bá là ba với má gặp lại thành bá á. Với lại hả, với lại cô biết không, là con là đứa trẻ mà hạnh phúc nhất cái thế giới này luôn á. Tại vì con được đi hả, từ Nam chí Bắc luôn nè. Xong rồi mỗi lần đi là con được học mỗi trường khác nhau. Đó, mấy bá này thương con lắm, nuôi con nhỏ giờ. Ba Liên, ba thương con lắm đúng không? Cũng có chút chút. Mà thương thăm thương trăm triệu hơn con ơi. Con ơi, con đừng có ngạc nhiên hay bất ngờ gì hết á. 100 triệu đó đủ khiến cho bá đi qua Thái Lan chơi đám bạn bá vui vẻ hơn. Nhận má đi con. Ý của dì, hai ba nói hết rồi. Bá Phượng ơi. Con ơi, con ở trong cái đoàn này bao nhiêu năm con không biết thứ gì quan trọng nhất ở đây sao? Ở đây quan trọng nhất là tiền con à. Con đi theo má con có cuộc sống ổn định. Còn mấy bá ở đây có số tiền này để đổi đời. Con không thể hy sinh sao? Bộ bá cần số tiền này vậy hả? Tiền mà con, ai không cần. Nghèo lại còn cần tiền nhiều hơn nữa chứ. Về với má đi con. Lâm! Bà điên hả? Bà ép tôi đóng kịch tới bao giờ nữa đây? 100 triệu đối với bà lớn như vậy hả? Bà bán con bà kìa, bà điên rồi bà Phượng. 100 triệu đúng là lớn thiệt, nhưng mà tình cảm của con mình nó lớn hơn. Tôi không chịu được đâu. Tao nuôi nó mười mấy năm, tao chờ đợi cái ngày hôm nay có người lại đây cho tao một khoản tiền lớn chuộc nó về. Cũng giống như là đóng hụi hay là trả tiền góp vậy thôi. Tụi bay đừng có giả tạo nữa. Bà điên, tụi bay đừng có giả tạo nữa. Không, tụi bay không cần tiền à? Cái cuộc sống cho tương lai của tụi bay tôi không cần. Và tương lai của nó nữa. Dì ơi, con lầm này. Tao ghét con nít lắm. Tiền gốc của mày làm cho tao ám ảnh cả cuộc đời này. Mày nhìn vào mắt tao đi. Vết thâm quần theo thời gian là do ai? Là do mày. Đi. Đi. Chị Liên, mày đừng có nói gì với tao hết trơn á. Mỗi lần tao đi diễn được 5 ngàn, tao cho mày hết 4 ngàn rồi. Bây giờ tao có một cách để mà dằn trình dùm nơ. Mày đi liền giùm tao đi. Đi đi. Chị em đi. Mọi người em hết đi. Con đã nói mọi người bao nhiêu lần, mọi người chỉ có hát được thôi, không có biết diễn dở lắm, mọi người biết không? Mày nghĩ là tao đang diễn à? Bây giờ tao có tiền rồi, tao sẽ đốt chỗ này, tao sẽ phá cho tao xây được cái khác. Tao đốt chỗ này mày đi chưa? Tao đốt chỗ này luôn. Tao phá chỗ này luôn. Má đi con. Được. Con đi. Con lại gì? Vô sửa soạn đi mấy đứa, 9 giờ tối là diễn đó. Vô sửa soạn, nhanh lên. Trời ơi, có cái gì đâu. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con đi. Tao hù thôi chứ tao có đốt đâu mà trời. Không, bọn giang hồ nó quay lại nó đốt hết giải phòng đằng sau rồi. Bà Phượng ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Phượng ơi, đừng, đừng, Phượng ơi. Bà điên hả? Bây giờ còn cho bà cuốn tiền của bà nữa hả bà Phượng? Bà điên hả Phượng ơi? Phượng ơi! Phượng! Phượng! Phượng ơi! Bà đâu rồi Phượng? Phượng ơi! Phượng ơi! Phượng! Bà Phượng! Bà Phượng! Chạy lên! Phượng! Đi ra đi! Phượng ơi! Bà điên rồi. Con Thiên Nguyên.
mà. Anh của con lầm nè. Cái này hồi nhỏ mày mua cho nó nè. Cái bông cài đầu nè. Khi con lên 8 lên 10, ca dân ca không hay nên ba tập con mua. Đôi chân con lắng trung đung, đôi tay con quấn lung tung. Ca lô tô lại khó hơn nhiều. Bao năm qua trồng ra ba vẫn luôn cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều. Ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm giữa khoảng trời mênh mông như ngày xưa lúc ba còn thơ bé. Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui buồn đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cầm thanh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay tỏ gió tôi mời, nhưng sao trong tim ba vẫn luôn lạc quan. Con em có hát ngân mà mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều. Mai đây con chở che cho biết bao điều, cho nỗi đau mọi người, cho nỗi đau mọi người. Mày khóc cái gì? Tao giận chơi mà. Tao giả bộ đó. Tao thương lòng mày đó. Ba hứa nha. Ba hứa là ba không có đuổi con đi nữa nha. Không đuổi con đi nữa đâu. Không đuổi con đi nữa đâu. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều. Mai đây con chờ che cho biết bao điều. Cho nỗi đau mọi người, cho nỗi đau mọi người. Cho ta yêu con biết bao nhiều. Nấc thang của cảm xúc đã được Buffalo mang đến cho chúng ta trên sân khấu của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Những nụ cười và những giọt nước mắt, đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch. Xin mời ý kiến đóng góp đến từ Tiếu Lâm, bà giám khảo. Nếu như Cười Xuyên Việt mùa 1 người ta nhắc đến Dương Lâm, mùa 2 là Quỳnh Lập, là Nam Thư, thì một trong những người xuất sắc của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội này là cháu. Các cháu đã ứng dụng những bài hát Việt Nam vô trong cái tiểu phẩm của mình một cách cực kỳ hay. Chưa bao giờ mà tôi được xem nhạc kịch mà tôi thú vị và tôi đã như thế này. Và nếu như ở Việt Nam mà như có đoàn lô tô kiểu này thì các bạn ơi, các bạn sẽ đắt dài dài từ Bắc chí Nam. Tôi có xem phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Tôi rất là thú vị khi các bạn đã khắc họa một chuyến đi của chị Phụng ở một cái phiên bản khác. Ở các bạn, cái màu sắc của lô tô đây nó lại sang trọng. Sang trọng mà không có khoảng cách. Nói như Thanh Thủy là mỗi lần xem một tiết mục của các bạn là chúng tôi phải dằn lòng. Chúng tôi phải bỏ hết những tình cảm cá nhân để hết sức khách quan đối với các bạn. Nhưng mà ở đây thì chỉ có thổi này là tôi yêu các bạn quá các bạn ơi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thú Kim Xuân rất nhiều ạ. Tôi rất ái mộ các bạn. Các bạn...
vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy. Trong cùng một tiết mục của các bạn rất là mệt và công sức để luyện tập thì nhiều hơn mọi người. Có cái này là nó hơi rối loạn đội hình một tí so với Buffalo. Tại vì Buffalo là lúc nào đội hình mi giăng sen rất đẹp trên sân khấu. Tuy nhiên, Buffalo vẫn là một nhóm tôi đánh giá cao. Chúc mừng các bạn. Rất là đau buồn bởi vì tôi cảm thấy tôi sắp mất ngôi. Bởi vì trước giờ tôi được mệnh danh là lô tô, là bao trùm, mà bây giờ tôi thấy tôi mất ngôi rồi, tôi buồn lắm. Thôi lô tô của chị ồn lắm chị ơi. Không, cái lô tô đó là đòi nợ. Đòi nợ, bởi vì nó sổ sàng lắm, nay ta nói ta sang. Sang, à chị là sổ sàng hả? Dạ sổ sàng. Rồi bây giờ chị kiềm chế bản thân. Dạ kiềm chế lại đi chị. Không, làm gì phải kiềm. Dạ sao miễn sao có phê với khán giả thôi chứ. Cái lô tô nó có một cái màu sắc khác nhau. Đó, ừ. Nếu các bạn này mà lô tô giống như Thư là các bạn là không phải là các bạn mà là Thư. Nhưng mà nếu là Thư mà sang trọng vậy thì không phải cái riêng của Thư nữa. Cho nên bỏ cái có cái hay tiền à. Cảm ơn thầy Minh Nhi rất nhiều à. Bỏ cái có hay tiền. Phân tích rất là sâu sắc. Về cái cảm xúc mà vui, nhộn, tưng bừng, quậy là mọi người đã chạm được tới khán giả. Nhưng mà cảm xúc về mà bi á thì thực sự chưa chạm được. Và em cũng có một cái lời khen cho nhóm là nhóm chọn đúng cái sở trường của mình là lô tô. Mà lô tô là có ca hát nhảy múa, đúng sở trường của Buffalo của mình là nhạc kịch. Nó quá hợp, nó quá ăn gu với nhau đi. Và đó là một cái sự lựa chọn rất là chính xác cho cái vòng cảm xúc này. Hiếu nhìn thấy các bạn là những người cực kỳ cố gắng, cực kỳ đoàn kết. Và Hiếu tin chắc các bạn là những đối thủ nặng ký của những cái đội còn lại. Họ phải dè chừng các bạn. Muốn chia sẻ về cái cảm xúc mà khúc cuối thật sự lần đầu mà di diễn với các bạn. Về cảm xúc đoạn cuối là khóc mà hát không được. Khóc nấc lên rồi mình kìm không được để mình hát. Tại vì mình là một diễn viên nhạc kịch, mình phải tâm niệm làm sao mình phải hát được. Là mình phải nén nó lại để mình hát. Và lúc mà mình hát, có nghĩa những lúc mà mình hát không nổi nữa thì các bạn khác phải tiếp vô. Không phải là mình biện minh, nhưng mà mình muốn chia sẻ về cái khó của những cái nghệ sĩ biểu diễn, vừa phải hát vừa phải cảm xúc. Thật sự rất cảm ơn những lời động viên và những lời góp ý rất là chân thành từ ban giám khảo cũng như ban bình luận đây, để nhóm có thể ngày càng tốt hơn từ cái dung đắp về cái kỹ thuật biểu diễn cho mình. Xin cảm ơn nhóm Buffalo. Rõ ràng qua Buffalo, những sự trình diễn của họ, chúng ta cũng có thể hiểu được sự đấu tranh tư tưởng và thích nghi với tất cả những hoàn cảnh trên sân khấu của Buffalo nói riêng và tất cả các nhóm thi nói chung của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ với Buffalo. Đại ca, chuyện xong hết chưa? Dạ em đã sắp xếp sẵn sàng. Sẵn sao? Sẵn em đã rưới khắp nơi. Tốt. Thằng em tới đâu rồi? Dạ em không biết. Ủa, nó mới đi sau lưng em mà. Kiếm nó rồi. Ê, kiếm! Ôi! Cái gì vậy? Mày tính giết tao hả? Mày ăn mặc kỳ cục vậy? Mày biết cái gì? Đây là kế hoạch của bọn tao. Kế hoạch gì? Chút xíu nữa đi, mày biết, yên tâm đi. Trời ơi. Sao anh hai, thấy em giống chưa? Mày lầm hay sợ thiệt luôn á. Nhìn em đáng sợ lắm đúng không? Ừ. Ờ, vậy giống em tự tin hơn rồi. Trời ơi, bây giờ anh hai cứ yên tâm, em sẽ làm hết sức mình. Anh hai nhớ nha, chừng nào mà em ra ám hiệu là anh hai phải ập vô nha. Rồi, tất cả tiến hành. Đó. Con phải cố gắng tập luyện võ nghệ thật giỏi để cùng ta bảo vệ kho báu, nghe chưa? Các con hãy bắt đầu tập luyện võ nghệ đi. Qua đã. Ủa, con khỉ thì con khỉ nào mà chưa từng thấy trong bầy đàn vậy? Alo anh hai. Sao anh nói anh Mai em bộ đồ giống đám khỉ lắm. Em mặc vô không dính dáng gì tụi nó như vậy anh hai. Trời ơi, cái đồ khỉ mắc lắm. Tao mướn cho mày cái bộ đồ con mèo đó. Ráng làm cho nó tin đi. Tao tin ở mày.
Good luck. Ông nội ơi, vậy thôi ông mướn con thì bình thường thôi. Mướn gì như Hello Kitty vậy ông nội. Khỉ, khỉ. Không hiểu, không hiểu. Khỉ, 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 mến khi, à, mến khi. Me too, me too. You, you, where are you from? Xa, xa, bà con xa. Bà con xa. Bà con xa, bà con xa. Bà con xa, các con hãy làm nghi thức chào hỏi bà con xa đi. Ôi, đủ rồi, đủ rồi. Được rồi, được rồi. Bà con xa, bà con xa. Bà con xa, vui không? Thôi, thôi được rồi, các con lấy vòng ra tập luyện võ nghệ. Nhanh lên. Vui, vui, vui. Các con tập luyện võ nghệ là các con phải bay qua cái vòng này và giả vô mặt bà con xa một cái. Nghe chưa? Nó nhảy 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 qua, tự nhiên nó giả mặt người ta, phải cho người ta nhảy qua chứ. Các con. À, nhảy, nhảy, nhảy. Thôi, bắt đầu thôi. Thôi, được rồi. Cảm ơn bà con xa đã đến đây tập luyện võ nghệ cùng chúng tôi. Cảm ơn. Thôi, vô các con ơi. Vô, chào nha. Anh hai. Alo. Sao, ông sao? Nghĩ sao vậy? Ông chạy tôi vô, ông kêu tôi nói là bà con xa tụi nó bạo hành gia đình tôi kìa. Mày làm không được á, tao bạo hành mày còn ghê hơn nữa. Ráng làm đi. Biết rồi. Tặng tặng tôi hả? Dễ thương. Bà con xa, bà con xa. Không có đánh nữa đâu, không có đánh nữa đâu. Tặng nè, tặng. Kho báu á, kho báu. Đem về rừng của bà con xa đi nha. Đi nha, bye bye, bye bye. Anh hai ơi, em lấy được kho báu rồi. Ập vô đi, mau lên. Nổi lửa lên. Cuối cùng, sau bao ngày vất vả tìm kiếm, ta đã bắt được lũ khỉ này. Ở ngoài thì tao phun lửa, ở trong thì tao phun thuốc mê. Đặc biệt tao còn cài nổi dán ở bên trong nữa, thì làm sao mà tụi bay thoát được. Ủa mà Phạt, nhắc tới nổi dán tao không nhớ. Thằng em tao đâu rồi? Em không biết. Đi kiếm. Dạ dạ, đi, đi cái kiếm, con nào quay mèo đó là kiếm nó là mình ra. Nó nè. Mày chui vô đây chi vậy? Ông nội ơi, không chui vô sao vụ tụi nó chui vô được. Đi ra liền đi. Từ từ, tụi nó đang nhiễm thuốc mê. Để từ từ nó tỉnh dậy là nó hốt xác em luôn bây giờ. Ngủ đi, một giấc bình thường. À ơi có nhớ Thùy Dương mấy bờ. Cây dài bóng sẽ ngả nghiêng. Em ơi hãy ngủ. Anh hầu quạt quạt đây. Kho báu của anh đâu? Cho em rút. Nhanh lên, nhanh lên. Ây à. Mày giấu ở đâu vậy?
Đây nè, nó đã giao kho báu cho em rồi đó. Coi được chưa? Trời ơi, cái gì đấy? Mấy cái hạt mập này là kho báu cái gì? Ủa ai biết đâu? Thấy nó làm tới ghê lắm, nó giấu được. Ra. Tưởng kho báu. Mày điên hả? Sao mày không mở ra? Ông thử ông giả dạng, ông chui vô nguyên đám nó coi, lúc đó nó đưa rồi rảnh quá ngồi mở ra. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Thì giờ ông bắt được tụi nó rồi nè. Rồi từ từ đi. Ông tính cách nào đó rồi đợi nó tỉnh dậy, tra khảo nó, bắt nó dắt đi tới cái chỗ lấy kho báu, hiểu không? Đúng rồi đại ca. Không mấy bây giờ đại ca cho anh em về trại nghỉ ngơi, mấy nay anh em mệt quá. Không có gì chạy gì hết trơn á, bây giờ phải lập chạy ra cho tao. Dạ. Chị dễ thương quá. Ê, đừng. Trời ơi. Mấy con này nó hung dữ lắm, ba dặn biết bao nhiêu lần rồi, không có được đụng vô mấy con này. Đi vô ngủ, lẹ lên. Mày, dắt vô ngủ coi. Rồi, hai bảy đi canh bọn khỉ đi. Còn mấy kia, vô canh cha con trong ngủ. Ngủ coi. Ê, thấy không? Tỉnh lại rồi. Nó thuốc mê quá, giờ nó tỉnh lại đó. Cái gì đó? Hả? Tôi nói gì? Tôi muốn cái gì? Con nào biết nói đi. Toilet. Thì đi tại chỗ đi. Thôi mày mở lòng cho nó đi đại đi. Nó làm gì vậy? Nó mắc cỡ kìa. Ôi, lẹ đi. Đây tao dắt đi. Đi lẹ đi mày nói. Sao mày chưa đi đi? Làm gì vậy? Cho nó xin miếng giấy kìa. Con này ngựa dễ sợ luôn á. Mở ra, nhốt nó vô. Vô. Đưa vô. Xích cho mày. Xích lại. Để súng đâu đàng hoàng. Tao biết rồi. Thôi mày cất súng anh kia. Cái đám khỉ này khủng khiếp á. Em xuống đi. Để đâu vậy? Cất qua kia. Đem giấu gốc cây hả? Giấu vô. Tao nói cho mày nghe nha. Cái đám khỉ này nó khủng khiếp lắm. Nó khôn, còn thiếu điều bây giờ nó khôn hơn con người luôn. Đúng rồi, khỉ này khôn lắm. Mày thấy không? Ủa nãy tao mày đang đứng canh nó mà. Qua đây. Tụi nó thiếu điều mà nó gần như là nó sắp thành tính rồi. Nó sắp biết nói rồi. Mày phải cẩn thận rồi xuống ống của mình. Để có chuyện gì là chết với tụi nó, biết chưa? Đúng, tao lúc nào tao cũng kè cái súng theo mà mày yên tâm. Súng mày đâu? Bỏ bên gốc cây á. Mày qua mày lấy đi. Ừ. Ê, mất tiêu rồi mày ơi. Tao thấy súng mày rồi. Hả? Thôi bây giờ sao? Giờ sao? Thì bây giờ nó chĩa súng rồi mày mở lòng cho nó đi. Thôi mở đại ca giết tao mày sao? Ủa mày đứng im vậy, nó bắn không có chết hả? Ừ. Đó, mày thấy không? Thấy cuộc đời không? Lên voi xuống chó không ngờ được, thấy không? Kiểu này có ổng giết tao với mày luôn. Nó làm gì vậy? Dạ con mở cửa rồi đó bà nội chạy đi. Ai giữ giùm cái súng hả? Thôi khỏi đi, đứng luôn trong đó đi. Mấy kia quay lại đây, Thôi vô. Mày định trốn hả? Vô. Tụi mày khỉ sao tụi mày khôn hơn người được. Nhẫn mặt với tao lại đi. Đi vô. Ba xì. Trời, tao không biết tụi bay phải khỉ không luôn á. Thôi về vị trí cũ đi. Bay mà lộn xộn di chuyển là tao bắn được con à. Đi game đi nha. Nghỉ ngơi xíu đi mày, cả ngày tao mệt quá. Ôm cái súng cẩn thận, có chuyện gì còn đỡ kịp nha. Khoan nè, tao mới nghe tiếng gì? Hình như tao nằm mơ thấy lũ khỉ đang trốn thoát hay sao á. Tao cũng vậy. Không, tụi nó còn đầy đủ đây mà. Vậy là không phải nó trốn đâu, chắc tao mày mơ á. Đúng rồi. Khoan đã. Gì nữa? Mày khóa cửa chưa? Khóa rồi. Tốt lắm. Lấy chìa khóa. Nó chôm chìa khóa tao rồi. Hả? Không phải tụi nó trốn đâu.
Tao với mày đang mơ. Tao mơ tao được những cô gái xinh đẹp chăm sóc cho tao thoải mái quá. Tiếng súng, tiếng súng. Mày khỉ ơi, tụi nó trốn hết rồi. Chết rồi, đại ca ơi, đại ca. Mày khỉ trốn thoát rồi. Sự là đến những giây phút cuối cùng của tiết mục này, chúng tôi đã không ngăn được dòng cảm xúc của mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc đến từ Tiêu Lâm và giám khảo. Xin mời thầy cô ạ. Tôi đang chờ các bạn ngày hôm nay cái cảm xúc như thế nào. Nhưng có thể các bạn bị hiểu lầm là cảm xúc. Trong đó cái cảm xúc, cái hài nó cũng là cái hỉ mà các bạn. Nó cũng là cảm xúc mà. Tôi không thấy là rõ ràng xử lý gì để cho nó hề. Thế mạnh của các bạn là gì? Tình huống. Tiết mục này thì lại tình huống nó bị giả. Chính vì vậy mà gãy. Vì giả và các bạn không tin để các bạn làm từ cái giả đó biến thành cái thật.
Mà trong khi cái ý tưởng các bạn rất là tốt là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Ở đây là một cái câu chuyện rất là cảm động và nó có cái tính giáo dục rất là cao. Các bạn đã chọn một cái đề tài tốt. Cái tiết mục hôm nay nó sẽ là một cái kinh nghiệm mà các bạn phải rút kinh nghiệm hết sức sâu sắc về chuyện là đặt niềm tin vào cái tình huống mà mình có. Thư giận soái ca luôn rồi. Rồi, giận rồi, ok. Thư giận hết X-Pro luôn rồi. X-Pro của Thư đâu rồi? Em rất là cảm ơn, rất là trân trọng những anh Cascader đã hết mình. Thấy đánh rất đẹp nhưng mà thực sự làm cho mọi người ở đây có, đúng là có cảm xúc nhưng mà cảm xúc sợ. Và mọi người phải rút kinh nghiệm và tất cả các đội cũng phải rút kinh nghiệm cho những lần thi sau của mình. Vẫn gây cảm xúc cho bạn Thư là Thư có rớt nước mắt bây giờ. Nhân văn có. Khi mà mọi người vừa bước ra sân khấu, khi nhìn thấy anh, nhìn thấy bầy khỉ, em đã cười gọi là chảy hết nước mắt. Các anh đã có ấn tượng tốt với em. Và thứ hai nữa là em tin là các anh sẽ là một cái đội rất là mạnh. Hiếu rất là mong đội này sẽ có một cái cơ hội gì đó để họ tiến thêm. Tại vì Hiếu cảm giác cái nội lực ở trong họ vẫn còn rất rất là nhiều để các bạn có thể bùng cháy giống như những hạt mầm. Cố lên. Và X-Pro thân mến, hãy cứ tự tin lên. Có lẽ đêm thi ngày hôm nay chúng ta thiếu một chút xíu khéo léo và tinh tế, nhưng mà hy vọng là với chủ đề ngày hôm nay là cảm xúc thì những số điểm dành tặng cho các bạn sẽ ưu tiên cho cảm xúc một tí. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục ủng hộ cho X-Pro. Ê, xuất qua coi làm gì vậy? Thấy cái đường kẻ đây không? Tao không thấy đường kẻ nào đâu. Nè, cái này là khu bên mày, cái này là khu bên tao nha. Đừng có lộn xộn. Cái đó tự mày vẽ chứ ai mà vẽ. Mày cũng ba ga vừa phải thôi. Biết người ta bán bông hôm nay thì bán bông mà xuống cái kia bán đi. Mày để kế bên chi vậy? Ngộ quá, ai bán bông được thì tôi cũng bán bông được. Lộn xộn quá. Bán gì mà y chang nhau à. Có khách kìa. Có khách. Khách gì? Đại ca Nam Gò Mã tới. Dạ mời đại ca. Tụi bay thấy đại ca không? Trốn đi. Trốn hả? Tao ra là thu tiền bảo kê, kêu nó trốn rồi tao thu ai? Dạ xin lỗi. Nuôi đệ tử vô dụng. Hiện ra coi. Tiền đâu? Tháng này tiền từ đâu? Trời, anh biết em ngồi bán bao lì xì, bán với tiền vàng bạc. Sáng giờ chờ có ai vô mua đâu, sao có tiền đóng cho anh? Không có làm ăn được cái gì hết. Có một chút xíu tiền bảo kê thì không có. Không hay. Thì ok đâu? Dạ em sáng giờ em đâu có bán được gì đâu anh. Thôi giờ không có tiền anh lấy bông được không? Ủa bông giờ cũng nội tao hả? Vậy thôi anh không lấy bông gì thôi anh lấy em nha. Lấy bằng chi? Ai biết đâu. Điên mà khùng. Mày cười ai đó? Cười tao mày. Không có tiền đi ăn kia. Còn mày? Dạ. Tiền đâu? Anh thông cảm. Dạo này bán buôn ế ẩm quá, không có tiền bạc gì hết trơn á. Được. Thằng này bán bao lì xì đúng không? Tao không. Mày có rất nhiều tiền. Tại vì người ta thường thường người ta mua bao lì xì, người ta về người ta lì xì cho mọi người. Đúng không? Dạ. Mày không có tiền là sao? Tiền bảo kê tao đâu? Anh có bị gì không? Bây giờ em bán được bao lì xì thì em mới có tiền chứ. Anh ơi, tội nghiệp đó. Anh ơi, nó đâu có tiền đâu. Không ấy à, em còn 70 này, 70 thì may ra có tiền. Móc xỉa. Móc xỉa. Khốn nạn. Móc xỉa. Quỷ à. Khai chi vậy? Lỡ miệng thôi. Cái này tao không nháp mà nghe chưa? Dạ. Nha. Mỗi đứa chiều nay phải chuẩn bị cho tao 1 triệu. Không có được trách tao nghe chưa? Không có dẹp đi, đừng bán cái chợ nữa. Đi cho khác bán. Anh thu nháp hả? Ừ. Không ấy anh trả là nháp được không? Tao chém nháp mày được không? À, không được luôn. À, tao chém mày luôn á. À, biết rồi. Dẫn mặt ha. Chiều nay tao quay lại nghe chưa? Dạ. Đi bay. À, anh Nam à. Anh Nam à, ba ra ha, mày hay à. Mày ngon à. Nó là Nam Gò Mã. Nó mà đứng lại chút xíu là đánh anh Nam Gò Má luôn ha. Giỡn với tao à. Ê mà tao nói mày nghe là sao kỳ vậy? Hồi trước anh Nam đâu phải là người vậy đâu. Hồi trước mình đói với anh Nam cũng cho mình ăn. Mình khổ gì á, anh Nam cũng cho đều giúp đỡ mình á. Tự nhiên bây giờ á, mình lấy tiền bảo kê mình làm sao? Tao nghĩ là ông có khu khác ông làm ăn rồi. Ông muốn dìm anh em mình đó, hiểu không? Nghĩ chơi không có được rồi đó. Ê, tao về vậy nè. Sáng giờ bán á, không có khách hàng tới. Mình phải có cái gì đó thu hút khách hàng chứ, đúng không? Đúng rồi, bây giờ á, mình phải giờ thấy người ta bán phải có chiêu trò này nọ. Ê, mày nhớ ngày trước tao mày từng học cái gì không? Dancer! Chơi! Chuẩn bị chưa? Chưa! 2, 3! Rồi đi!
hợp. Chúng ta đã có được hai con bướm rồi. Hai con bướm chúng ta rồi, có thêm có con gì đây nữa vậy? Con gì vậy? Khách mua bao. À! Có khách, có khách rồi, khách rồi, có khách rồi. Có khách rồi, có khách rồi. Nhảy đẹp quá, kinh doanh mà sáng tạo vậy là tôi thích. Dạ vậy hả anh mua bông, anh mua bông hả? Mua bông. Dạ dạ. À, mua bông có khuyến mãi không? Anh yên tâm, anh mua nhiều càng nhiều càng nhiều, khuyến mãi càng nhiều chứ. Khuyến mãi gì? Anh khuyến mãi gì cũng có hết trơn. Ví dụ anh mua bông một chậu bông đúng không, anh sẽ khuyến mãi 10 bao lì xì. Đó. Được 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 được. Vậy thì mua bao lì xì? Anh mua 10 bao lì xì anh sẽ được khuyến mãi một chậu bông. Tôi thích, tôi thích. Đây bây giờ, bây giờ nè, một chậu bao nhiêu? Một chậu, một chậu 50. Mắc quá, không thì, được. Thì ta có tính bao lì xì trong đó 10.000 mà. Bây giờ mình đừng tính bao lì xì. Bông bao nhiêu thôi? Bông 40. 40. 40. Lấy 5 chậu. 5 chậu không? 5 chậu đây, 5 chậu 1 2 3 4 5 được không? Được, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ. 5 chậu 200 tiền nè. Khùng. Bồ tèo khùng. Tết nhất bồ tèo khùng khùng khùng. Khùng gì? Một chậu 40. Đúng rồi. 5 chậu 200 tôi lỗ sao? Một chậu 40 nhân 5 bao nhiêu? Bạn tôi muốn chừng nhầm, không biết nhầm biết lỗ. Lỗ đâu mà lỗ? Lỗ. Lỗ nào? Tính xí gạt à, hát bồ tèo. Hát tôi gạt kìa. Đúng rồi. Bây giờ ra, ra đây chỉ cho nè, bây ra đây, ra đây chỉ cho. Chỉ gì nữa? Là một chậu bao nhiêu? Bây giờ chậu 40. 40 thì 5 chậu nhân 5 lên là 200, đây nè tiền cầm. Có tiền, có tiền làm cha làm mẹ ta hả? Lừa gạt người ta. Không nói nữa, không mua bông nữa, qua mua bao lì xì. À, bao lì xì gì? Một bao bao nhiêu? Một bao 10 cái 10.000. 10 cái 10.000, lấy 50 cái. 50 cái đúng không? 50 cái, có đủ luôn 50 cái. Rồi, đây. Đây nè. Đủ chưa? 50. Mày mới gạt bạn, mày tính gạt tao nữa hả? Gạt mày đâu? 10 bao mình 50. Thì 10 bao 10.000. 10 bao mà mình 50. 10 bao 50 có thối lại 10.000. Như vậy á, như tao nhớ là như vậy á. Tao phải vậy chứ làm sao? Ờ đúng rồi. Mày đứng chứng mày được không dịch hả? Sao dụ tao được? Bây giờ tao không có nói nhiều, bây giờ tao muốn mua bông, là phải làm sao? Thì mua bông mấy lần? 5 lần. 5 lần giờ vô 5 lần chứ sao? Trời đất ơi. Làm thì làm. Anh trai à, anh đã bị tụi nó lừa gạt rồi đó. Muốn mua bông rẻ phải qua tôi. Kiếm mối à, kiếm mối. Hay lắm, hay lắm. Thằng này mỗi lần nó bán là nó cứ lắc đầu như mấy thằng ngáo đá vậy. Không những mua bông, em còn khuyến mãi cho anh một điệu nhảy nữa. Lấy 2 chậu. 2 chậu? Ừ. You know what, you know what, you know what. Thêm 2 chậu nữa. 2 chậu nữa. Thêm 2 chậu nữa. Nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Anh mua em 6 chậu em đủ tiền nhập viện luôn á. Mà nhảy đẹp tôi thích nè. Có thiếu mốt làm vũ công nha. Dạ. Anh mua mấy chậu? 6 chậu. Đâu mua đâu. Cái gì kỳ vậy? Nãy anh mới hỏi giá mà. Thì dò giá mốt mới mua. Dung mua giờ mắc lắm. Vậy nha, cảm ơn nha. Nhưng mà nhảy đẹp tôi thích. Cái xóm này là bán đồ, bán đồ mà có sáng tạo là tôi thích nè. Nhớ nha, tôi thích đó. Nhảy đẹp nha. Mày khinh thường tao hả? Hai thằng mày ngon lắm. Tao nói cho tụi mày biết, một rừng không thể có hai cọp, một đất nước không có hai vua. Đúng. Một chợ không có thể hai thằng bán bông. Vì vậy tao tụi với tụi mày phải đấu. Đấu cái gì? Đấu nhảy. Thằng nào thắng sẽ ở lại, thằng nào thua cút khỏi ra căn chợ này. Được. Thì mày muốn đấu thì đấu với mày. Chơi đi, chơi. You know what? Chiều thứ nhất, tiếp chiêu mày. Ừ, để tao. Ok. Mày hãy xem thằng bạn tao đây. Thấy chưa? Mày thấy nó chưa? Cái thế của nó như vậy rất là hay. Nó là mày bung ra thôi là chắc chắn tao nhảy nè. You know what? Mày thấy thằng bạn tao chưa? Mày thấy chưa? Mày quay đúng chiều, nó chơi ngược chiều. Tới mày đi. Chiều thứ hai, gõ chỉ. Wow. Wow. Không sao. Ok. Nó lại
nó lại lấy chớn nữa. Ok, tiếp kêu anh. Mẹ xem nó đi, chỉ cần xỏ chị, xỏ tao ra xỏ luôn. Mẹ xem cho kỹ. You know what? Hey! Hey, xem cho kỹ. You know what? Hey! Để tiền. Mày thấy thằng mẹ thông minh không? Đâu cần phải nhảy như mày. Vậy thôi được rồi. Tiền chiêu cuối mày. Ê! Hey! Khó quá, mày chơi luôn đi. Xem đây. Ráng đụng được chân nha mày. Rồi biết rồi, để lên, để thế nè. Tao lao. Cái gì tao lao? Cái gì tao lao? Tụi mày nhảy nhảm nhí. Tao kêu mày nhảy lên, lấy cái tay đụng cái chân. Mày đi nằm xuống đụng cái chân. Tại mày không nói trước. Qua vòng 2 đi. Vòng 2 thì thế nào? Nói chuyện văn đi. Mà không phải nói chuyện bình thường, mà là rap. Được, rap thì mày mệt mày rồi. Hãy thể hiện cho nó biết đi. Nghe nè, tao nói cho tụi mày biết, tao đây là danh rap. Một khi tao bắn rap ra cứ như là bão táp. Tao là truyền hình vệ tinh, còn tụi mày là truyền hình cáp. Tụi mày chỉ là cổng cáp, để tao là cá mập táp. Ôi, mà cái rap nhảm nhí, mày chống cái lỗ tai rồi lên nghe rap của tao nè. Vô đi bạn Hiền. 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 nó sẽ là 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 sẽ là 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 sẽ là 18. Hay quá. Mày hay lắm. Mày gáp có tính toán. Điếm đi mày. Này thằng nhóc ác, mày gáp thật là hề. Cái tướng đã lề bề, còn cái miệng thì bị chề. Ha. Rap nhảm nhí, rap nhảm nhí. Nghe thằng nhóc. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một bờ. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nơi. Mày nói đi, mày rap tiếp đi. Tao rap là thầy cô chỉ tao. Mày rap ai chỉ mày? Thấy thua chưa? Vòng 3 đi tụi mày, quýnh lộn. Sao? Đánh lộn mày chết chắc rồi. Mày không nghe câu 2 đánh 1 không chồn cũng què. Tao với mày què đó. Trời ơi, cố lên. Ok đó. Được, mày chết rồi. Tao thằng bạn nó búng ra là mày mệt mỏi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chơi bạn. Mày đưa chợn, nó quýt chết. Tao ngồi đây, hai người này bảo kê tao. Ok. Tao khôn lắm, tao khôn lắm. Không sao, một mình tao cũng hạ gục mày được rồi. Ê, 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 lên đi. Nói nghe nè, mày chơi thoải mái đi. Có tao đưa mày vô bệnh viện rồi. Đứng đây, đứng đây, tao mày xem đây. Nè, cái vòng tay này. Cái vòng tay này nhỏ hơn vòng tay của mày, ok. Nhưng mà nói gì con chuột. Con chuột ok, vẫn nhỏ hơn luôn, không sao hết, không sao hết. Thì đương nhiên chỉ một điều thôi. Cái gì? Thua. Thua thiệt luôn. Ta đi nghe. Lỗi mày. Ê, thằng kia. Mày nhìn thằng này đi, nó đang quỳ trước mặt tao kìa. Mày tính chứ vậy đúng không? Ok, đứng chạy đó. Tao để liêu. Nè luôn. Thằng kia, mày lên đây bắt trước thằng anh hai của mày, quỳ xuống trước mặt tao. Còn mày nữa, mày cứ như vậy đi, mày sẽ sống tốt hơn. Vậy hả? Vậy bây giờ mình chơi nhau trò chơi đi hả? Chơi gì nữa? Đố nào nhảy được kiểu này. Lai muốn nhảy, lai muốn nhảy. Thế thì nhảy thôi. Mày ngu lắm. Mày thấy chưa? Mày biết tao chơi chi gì đâu? Điệu kế ly sơn á. Anh mày sao hả? Anh mày sao hả? Anh mày sao hả? Mày sao? Xin lỗi, anh biết mà mày. Xin lỗi, em xin lỗi mà em chỉ bắn mông ế quá à. Em muốn dành. Mới về địa bàn mà cơm cháo hả? Chớp chép hả mày? Dạ, dạ không có, không có. Muốn biết này lần nào hả? Lần nào? Giới thiệu tên cho nó biết. Tao không biết tên tao luôn. Lông mộng gà. Ê, lông mộng gà. Sợ chưa? Dạ sợ rồi. Bỏ nghe. Dạ bỏ. Thôi chứ anh em không mà. Mày về đây bán, của mày bán, của tao tao bán. Không thích nhìn món gì đâu, hiểu không? Kéo quần đi, kỳ lắm. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Mày làm cái gì vậy ta? Nó làm cái gì vậy? Nó đo gan tay à?
Hỏi anh coi. Ủa, anh ơi. Ê, ê, một chậu, hai chậu, hai chậu, 100 nha. Đếm đường đi. Nguy hiểm quá, anh muốn làm gì ta? Đi tới, rồi anh sẽ làm gì nữa? Rồi móc, móc súng. Không, gãi thôi. Nó gãi mà nó làm hết hồn. Không cái gì vậy? Em, vô đi. Nó kêu đồng bọn. Nó kêu đồng bọn tới luôn hả? Chết rồi. Chỗ nào? Đúng rồi. Ai trái cây ơi? Mâm ngũ quả đi mấy anh chị ơi, mâm ngũ quả đi. Trái cây đi mấy anh. Con nhút nè. Làm thấy ghê vậy, sao làm thấy ghê vậy? Không, hai vợ chồng em mới dọn tới đây, trời mới mua dọn được cái sạp. Dạ. Giúp đỡ thiệt. Dạ. Cái cây ngon lắm, tươi lắm. Chứ là vậy nhưng mà tại sao lúc nãy vô đo gan là sao? À, em đo gan này coi cái hoa này tầm nhìn có bị che cái sạp của vợ em không? À, muốn cái quan trọng mày mất mớ gì mày đứng đây rồi. Mày đi qua thôi, mày làm gì rồi, đi ninja gì chơi ghê vậy? Em coi cái tầm nhìn khách hàng anh, tầm nhìn khách hàng nè, đi là thấy cái quầy vợ em liền, hiểu không? Đó không phải ngược lại là y chang. Hay không? À vậy đó hả? Giúp đỡ vợ chồng em nghe, mới tới có gì vô. Rồi bán đi, vợ đâu có sao đâu, khỏi bán đi, ở đây. Dạ, cảm ơn. Dễ thương quá nha. Bán đi mình. Thấy có vẻ nhộn nhịp chắc có tiền rồi đúng không? Trái cây anh. Dạ. Mới dọn lê bán hả? Mới dọn. Dạ, dạ. Tiền bảo kê đâu? Dạ. Anh ơi, người ta mới dọn tới, người ta chưa bày chẳng rồi tụi khác. Đi ra. Anh giờ không lựa. Ông ấy lấy trái cây giờ cúng nữa. Dạ, dạ. Tao không có lấy cái này nha. Tao cần tiền bảo kê. Ủa, anh là ai mà tiện vô tôi tiền bảo kê tụi em vậy? Đây là anh Nam Gò Mã đó. Bảo kê khu này. Dạ. Mày nghe chưa? Dạ, anh. Liệu mà đưa tiền bảo kê không nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Anh Nam à? Sao? Ở đây tụi em buôn bán có chưa? Không có lời bao nhiêu anh Nam, đừng có làm như vậy. Có chưa? Tụi em thực sự là chưa có bán được anh Nam à. Không có tiền đúng không? Dạ không. Không có tiền đúng không? Dạ không. Đúng rồi. Không có tiền đúng không? Dạ không à. Anh Nam à? Ông anh. Phá cô chạy đây. Đừng anh Nam. Tao tính gì vậy rồi sao? Anh mới làm vậy đó, đừng có chết anh em coi. Tao thách mày làm gì tao đó. Đây. Tại sao? Tao có cho mày quýnh không? Tại sao quýnh không? Sao? Anh xin lỗi. Tụi bay đánh tao hả? Nè, đánh tao là phải đánh cho chết nghe chưa? Còn đánh tao mà để tao đi cấp cứu, tao trở lại, tao quậy tụi bay tiếp. Chứ anh có phải con người vậy đâu. Tại sao giờ anh em tụi bán vô có lời lòng cắt bàn đâu? Anh phá làm sao? Bởi vì tao không muốn tụi bay khổ nữa. Anh nói vậy là sao nhau? Tụi bay nhìn cái chợ đi. Người ta đã giải tỏa hết rồi. Người ta đưa qua khu chợ mới. Tại sao tụi bay không qua? Tôi không muốn qua. Thì giờ tôi quý cái chợ này. Tôi quý tình anh em. Anh Nam quên rằng một điều. Chính anh dẫn tụi em đến đây. Tập tụi em bán buôn. Tập tụi em sinh sống. Bây giờ anh nói vậy là sao? Với lại bên cái chợ bên kia, người ta thu tiền cao hơn bên đây. Làm sao tụi em có tiền hả anh? Anh nhìn đi, có ngày nào tụi em bán được không? Được. Tất cả tiền này là tiền thu bảo kê từ bữa giờ. Cầm đi. Qua khu chợ mới mà bán. Tụi bay còn trẻ mà.
tụi bay còn sức khỏe mà. Tại sao cứ sợ như vậy? Cứ bán như vậy? Tao sống bao nhiêu đời người ở đây, tao biết. Tức ở đây mọi người sống không khá nổi. Tao nói được rồi, tụi bay muốn đi ở tùy tụi bay. Anh Nam, anh đi đâu á? Tụi em đi đó. Tao không đi được, bởi vì ở đây tao còn vợ con tao nữa. Tao không bỏ Mạnh Đức này được. Còn tụi bay còn trẻ, tụi bay nghe tao đi, tụi bay đi qua đó đi. Anh Nam à, hôm nay là đêm giao thừa, sáng giờ tụi em không bán được bao nhiêu á, anh ráng anh giúp cho tụi em bán chút xíu nữa, ráng kiếm tiền để cúng giao thừa nha anh Nam. Một đêm cuối thôi. Được. Rồi, rồi, vui lên mọi người. Đây nè, bây giờ có bông hết rồi nè. Có bông hết rồi trơn nè. Đây nè, bông nổ không có sao hết nè. Trái cây mình ơi. Đây nè, đem ra cuốn bà này, chứ đem ra cuốn bà này nè các bạn đó rồi. Đốm nhang đi nè. Đây, có cái gì chơi cái nấy thôi anh em ơi. Tao có hùng cho tụi bay một thứ, nhưng đêm giao thừa, đây là cây pháo bông để đón giao thừa. Nào, đốt lên đi. Giao thừa rồi. Đây miền Nam
chập trùng mà người người đặt tên là Nam Sơn. Nhiều lối đi lên tới ngôi trường gần đây á, cách hai đèo trường ta là hướng đi tên đèo ào. Hát Nam Sơn tiểu lộ hay bóng lộ? Tôi có tiết một chữa trái á, là mừng rồi, sắm tuồng cả buổi à, vậy mà cũng không cho hát. Ê, tụi nhỏ nó cũng sắm tuồng kìa, nó dạch lụa chắc nó lòng Quỳnh nghe. Dệt tầm gai à, dệt tầm gai chắc nó là Quỳnh lắm. Dệt tầm gai à, 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 dệt tầm gai. Gãy con gãy à, em dệt tầm gai à, tao dệt mày luôn đó nha. Ờ vậy ngồi chung chứ không có thân. Mà nói nghe nè, mấy tiết mục vậy mà đem chữa trái gì, đem ra quải hả, người ta đốt cái gánh mình á. Mà tất cả là cũng tại bà Hai Xuân hết á. Cái gánh của mình á là xưa giờ là cái gánh là không có chuyên nghiệp. Bà thấy bà thương, bà mới gom tụi mình về đây thành cái gánh. Là hát á, chủ yếu là hả tân cổ giao duyên nè, rồi bản văn nè, rồi trích đoạn cải lương xã hội để phục vụ bà con trong làng trong xã mình thôi. Rồi tự nhiên á là hởm đời nè, rồi đi đâu á rồi gặp ông Ba Mạnh là trưởng cái đoàn hát ngày xưa đó, là tình xưa nghĩa cũ. Xong rồi hai người á lại giờ kết hợp lại làm đêm nhạc tri ân tri ơ đồ. Nói rộng ngay, có đêm nhạc mới có cặp sách vở cho mấy đứa nhỏ đi học chứ bộ. Bởi vậy rồi kêu tụi mình á dọn ra cái sân banh bự này nè diễn, rồi mời bà con nguyên một quyện bu lại coi. Tới rồi bà bảy ơi, đó coi như đã đoàn tụ ông bà rồi đây. Mọi người làm cái gì vậy? Trốn. Tại sao lại phải trốn? Đoàn Ba Mạnh chưa tới, Hai Xuân xỉu chưa tỉnh, chưa có tiết mục để diễn. Quỷ xô. Trời đất thánh thần tiên địa hội ơi, tôi phục vụ nước rồi, giờ mặt mũi nào ra nói chuyện với người ta. Lấy cái quần đội vô cho mượn coi. Giỡn sao? Ai biết sao? Thì bây giờ bà Hai Xuân mới bày ra, kêu bà tính đi chứ. Cái gì mà rần rần vậy, từ từ người ta ra tôi. Mười Kim, bà ở đây là Hai Xuân đâu? Má! Má! Mười Kim! Bà tránh qua đây coi, mấy đứa nhỏ tránh ra. Bà tính làm gì? Tao thương hả? Tôi không phải Ba Mạnh, tôi không giữ trái tim của bà. Nhưng bà giữ trái nước mẹ của tôi. Để con cứu má. Má có sao má? Đỡ bà vậy, đỡ bà vậy. Thôi để má tự cứu má trước hơn con ơi. Tình hình ở đây sao hả? Khán giả tới đông rồi, lúc bán hết trơn rồi má. Sân khấu chuẩn bị xong hết rồi má. Tôi đã sẵn sàng. Nhưng mà giờ mặt cha Ba Mạnh chưa coi á. Vậy giờ vậy sao? Mọi người bình tĩnh. Má. Chị ra. Có tôi. Chị ra ổn định khán giả. Con Phụng. Có con. Mời thầy đàn vào chỗ. Dạ. Thằng Phi. Dạ. Giữ liên lạc với đoàn anh Ba Mạnh. Dạ. Mọi chuyện để tôi lo. Các ông các ba. Có. Ai có tiết mục gì diễn đi. Lương sân ba. Bỏ đi. Kim Mậu. Quên nữa. Mình đâu có tập giỡn cái gì đâu. Thôi bây giờ vậy nè, tôi nghĩ vậy nè. Thôi mình cứ lấy cái tiết mục cũ của mình á, mình đi hát lại. Trong khi á mình chữa trái, mình chờ đòn Ba Mạnh xuống nghe không? Lá sầu riêng. Vô. Cơm con nấu xong rồi. Má biết rồi. Mời má vô rửa chén. Áo má rách rồi kìa. Đi đây còn may cho má. Trời đất ơi, bà Mùi ơi. Cái gì mà tối ngày
tài kiếm chỉ hoài vậy, bung đúc hết rồi. Bây giờ như này nè, nghe nè, hát lá sầu riêng hay là máu nhuộm sân chùa vậy? Bình tĩnh lại. Mình đã giới thiệu với khán giả là mình sẽ hát trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh cùng các trích đoạn khác. Bây giờ mình chọn Tiếng Trống Mê Linh cho mình dễ hát nhất ha. Nè, mặc vô. Đầu ra cái áo đẹp dữ thần ôn vậy nè. Áo cưới tôi để dành cho con cháu tôi á. Thôi vậy sao tôi dám mặc bà? Mặc đi, con cháu đâu mà mặc. Thôi thôi, coi như là tôi mượn đỡ bà cái đợt này nghe không? Rồi rồi, Huy ơi. Cái bà đi. Huy ơi. Bà má ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói lẹ. Xe đòn của bác bà Mạnh bị tai nạn rồi. Diễn đi. Trời ơi, sao tôi nãy giờ diễn đi trời ơi, diễn đi. Trời ơi, chờ mũi cắn muốn chết à. Trời ơi. Làm giùm cái đi, có diễn không bài đời ơi. Diễn. Trời ơi, sao mà diễn được, mà diễn. Diễn được hết á. Bây giờ tôi nói cho mọi người nghe, không sao hết á. Nó xe bị tai nạn thôi chứ chưa biết cái gì đúng không? Người ta là người ta lên người ta kiểm tra thôi chứ không có sao đâu. Mình diễn bắt buộc mình phải diễn, khán giả tới nơi rồi ha, mình phải làm gì khán giả? Mình làm gì mấy đứa nhỏ chứ không phải diễn gì mình nghe không? Từ từ chuẩn bị đi mọi người, chuẩn bị đi. Con cầu xin trời Phật thánh thần, ông tổ nghề, ông bà khúc bài khúc mặt, xin ơn trên hay phù hộ giúp cho chúng con, cho gánh hát của chúng con được diễn suôn sẻ thành công tốt đẹp, cho đoàn hát của Sài Gòn được bình an vô sự, cho anh ba Mạnh được tai qua nạn khỏi, con xin ghi lòng tạ ơn. Tôi xin lỗi vì hôm nay đoàn hát mở màn hơi bị trễ chút xíu, tại vì có sự cố da quẹt xe của đoàn Sài Gòn xuống đây. Nhưng mà không sao, kiểm tra chút xíu rồi về sẽ hát những trích đoạn hay cho bà con coi ha. Dạ, còn bây giờ xin phép đoàn hát tụi tôi sẽ diễn trước một tiết mục. Dạ, dạ đúng rồi, đó là trích đoạn Tiếng Trong Mê Linh. Dạ, xin phép được bắt đầu. Hỡi ba quân tướng sĩ, dạ, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không? Tín nhiệm. Chủ tướng, tại sao người lại hỏi như vậy? Ta hỏi như vậy là để muốn nhắc lại pháp lệnh phải nghiêm minh. Cụ Đô Trinh mang trong đồng đến đây, Trương Nhị lo hương đăng dòng bạc hương án, và tìm giúp ta một thước khăn. Chủ tướng, có phải người sắp đưa ra một quyết định quan trọng? Phải. Ta muốn tế sớm thi tướng quân trước khi khởi lệnh tiến công. Chủ tướng, đừng để ta phải nhắc lại pháp lệnh, thi hành ngay đi. Hả? Phu nhân. Hả? Phu nhân. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay cũng làm trắng canh tâm sự, thì bá lại tả từ của phu nhân cũng trọn tình vẹn nghĩa. Vàng quá tân nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp gỡ nhau đây là lần đưa tiền sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm dừng binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi.
nài anh dũng ra lệnh cho nghĩa binh nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi, hãy nổi trong tấn công trong tiếng cười ngao nghề để đưa tiếng hồn ta theo tiếng trong quay hùng. Phu nhân ơi, sông thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bề, tất cả đều không đáng kể, mà chuyện cần bàn là sự trường tồn của dòng dõi hùng dương. Đang diễn con, mình có không? Bác sĩ gọi ba ơi. Nghe thử coi. Dạ, dạ. Bác ba mạnh sao rồi bác sĩ? Dạ. 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 Của bà con cô bác đã đến đây, nhưng hôm nay có sự cố của đoàn anh ba mạnh nên chúng tôi không thể diễn trọn tuồng. Chúng tôi sẽ nhớ sau này sẽ đòi lại một tuồng tròn dễ thương để phục vụ khán giả. Lên bệnh viện đón anh ba mạnh về đây. Từ khi vậy anh có nói với tôi, có sống anh cũng muốn sống trên sân khấu, có chết anh cũng muốn được chết trên sân khấu. Đem anh về đây một lần để được nằm ở trong cánh màn chung, được nằm với anh đèn sân khấu một lần thôi, rồi đưa anh về quê không muộn mà. Còn cái bài hát nữa, cái bài hát mà anh viết lời mới, anh kêu là hai đoàn mình nó phải hợp lại để mà hát dành tặng bà con lúc cuối chương trình. Bây giờ anh đi sớm mà anh không hát được, mình phải hát, hát giùm cho anh, hát tới khi nào mà không còn hơi sức hát được nữa, nhớ không? Người ơi, cái tâm trọn dương tờ rồi, nắng mang lấy nghiệp duyên nên đành nhà tơ đêm trên trời Phật phù hộ cho con, phù hộ cho con hát thật tốt. Mẹ thường bao con thân gái đụng trong mãi kia mốt no con đi.
người ta xem chẳng dễ gì đâu. Làm sao gọi mẹ được? Tại vì mẹ đang ở trên máy bay mà. Mẹ làm con bất ngờ quá hả? Bữa nay là cuộc thi của con, cho dù mẹ có bận cỡ nào mẹ cũng phải về với con hết á. Con cảm ơn mẹ. Bây giờ cái chủ đề của cái chương trình này là cái gì con? À, dạ tập này là con sẽ nói về chủ đề một thoáng quê hương đó mẹ. Một thoáng quê hương? Dạ. Ủa kỳ vậy ta? Tự nhiên một thoáng quê hương mà con ca bài con gái của mẹ, đâu có được. Mẹ, tại vì con suy nghĩ như vậy nè, mẹ là quê hương của con và quê hương là mẹ. Bây giờ con thử con hát cho mẹ nghe coi, nếu mà con hát được thì mẹ mới thi với con nha. Dạ. Rồi bắt đầu vô cho mẹ nghe coi. Mẹ thường bao con thân gái đục trong. Con sai rồi. Bậy bậy quá, bậy. Sai hả mẹ? Rồi rồi đâm luôn. Cho con lại nha, cho con lại. Mẹ ơi phần trái 12 bên nước. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếp luôn con, tiếp luôn. Mẹ ơi phần trái. Mẹ ơi phần gái 12 nào trong biết sông nào đục biết rủi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng.
học hành đi nghe con gái mẹ ngoan. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Dầm ngàn gân gái đùng trong, một lần xe qua pháo hồng, xuống đời khắc ghi trong. Lòng già cũng mừng vui đôi chút, nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa sợ trong lòng. Dạ chào bác. Chào gì mà chào? Không đem đen chửi hả? Đi. Đứng lại. Biểu. Chào chào cái gì? Muốn gì? Dạ cho con hỏi thăm. Đây có phải là... Hỏi thăm gì mà hỏi thăm? Đi đi. Đứng lại. Biểu. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Dạ đây có phải là quán cà phê của Lê Lộc không ạ? Phải. Lê Lộc con của Lê Giang. Đây nè. Tôi là Lê Giang. Nói gì mà bác không nhớ mặt con. Con đi bán ad fan Facebook rồi đó. Con xin giới thiệu Diệp Kiều Mỹ mới về nước. Hả? Nhớ không? Michael Moon Facebook. Ê tao nhớ rồi mày. Xin lỗi nha, nãy giờ mắc giữa quỷ ghê. Dạ. Ờ ngồi con. Ngồi đi. Ngồi đây. Dạ ngồi đây. Ngồi đi. Ừ. Dạ. Ồ bác sao cái ghế này ngồi thấy cù bắp quá vậy? Quán cà phê phải ít nhất là cho con ngồi mấy bốn cái ghế mà nệm kia đó. Mày tao lấy ghế đó tao bị trừ điểm á. Ghê quá. Thôi tới nước uống, lấy nước uống. Ừ, ngồi đây tao lấy nước đá cũng được đó con. Rồi. Dạ. Uống nước suối nha. Quán rồi. Mát quá bác ơi. Rồi uống nước đi. Dạ cảm ơn bác. Rồi về đây là thăm gia đình hay là đi du lịch? Không, về con làm ăn. Làm ăn hả? Bác biết cái Vũng Tàu không? Biết. Con xây cái cao ốc 90 tầng. Trời đất ơi, xây 90 tầng mà để nuôi ốc thôi hả? Không phải, bác ơi, ý của nó là cao ốc ở đây là cái building, cái đồ sộ đó. Bác biết cái tòa nhà trắng ở Mỹ Washington DC không? Ờ, biết. Chỗ Obama ở đó. Ừ. Con thiết kế đó. Bác biết cái tháp Eiffel của Pháp không? Biết luôn. Con thiết kế đó. Trời ơi, mày giỏi vậy. Bác biết cái hồ
hồ con rùa không? Biết luôn. 6 giờ chiều là ra ăn bò bía rồi đó đó. Bị dâu dê rồi. Con thấy bác giỡn vui thì con giỡn cho bác vui thôi. Nó nghe bà không nhận nha. Con hả? kết cái mặt bác ra. Không, không. Con giận nhất là cái miệng, có hai dê chó dễ thương quá. Nhìn vô là muốn làm thơ liền. Trời đất ơi, làm thơ luôn hả? Bác ngồi đây con tặng rồi, cho bác mấy câu thơ. Dạ. Rồi. Sao? Mặt bác nhìn rất là phê. Ừ. Phê đây không phải là phê bồ đà. Mặt bác nhìn không có già. Già đây không phải là già nếp nhăn. Mặt bác nhìn rất là căng. Căng đây là chỗ có hai mục đường. Cái này không có thiệt nha, không có nịnh bác đâu nha. Mày tiện lứa, mày dễ thương gì đâu hả quỷ. Mày, tao chấm mày là con ghẻ tao rồi đó nha. Bác yên tâm liền, con làm một đám cưới linh đình nhất Sài Gòn này. Liên bác cho bác đi chiếc xe limousine. Mày ác nữa. Tao má vợ mày mà mày cho đi xe về chở ly với mấy thằng ăn xin không à? Phải bắt lú à. Limousine là cái hiệu limousine. Xe nó dài lắm. Nó đèn bật xanh, chớp đỏ, chớp tắt cái này. Nó có rượu bác uống luôn. Bác muốn lên lóc nhà bắt con gà có luôn. Bấm nhặt một play có. Lên lóc nhà là bắt con gà. Gặp bà già mặc như cái cà. Trời ơi, đã lắm bác ơi. Thiệt á. Mày làm tao khoái mày. Thiệt. Con tổ chức con mời ca sĩ nổi tiếng không? Mời ban nhạc Hàn Quốc qua luôn. Con sẽ lên con hát một câu giọng cổ cho bác nghe. Trời đất ơi mày chết. Mày đụng tới cải lương là mày đụng tới tao rồi. Đụng hàng hả bác? Cải lương tao một bụng. Bác có biết hát cải lương? Biết chứ. Bác hát câu mấy hát con nghe thử. Không phải hát một câu, tao hát một hơi, một trăm chữ. Trăm chữ? À. Bác làm thử coi. Tao làm thử mày nghe đếm đi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là một cái chất vô cho nó thì gặp gỡ nhau đi, gặp gỡ đi. Xì tốt. Con góp ý với bác nha, bác hát phải mở khẩu hình mồm ra. Há miệng ra là phải có hơi liền. À, tao nhớ rồi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là muốn kiếp trước giữa chống lâm tiền gặp gỡ nhau đây, gặp nhau đây. Vì mọi tình đầu ngàn lời chung thủy lời nói hôm nay chàng nghe cho kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay. Em vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu được gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng khổ ải ba xin sắp bài. Từ muốn kiếp trước chàng ấy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu. Bác, chữ quốc chi trăm chữ bây giờ rụng nụ luôn à. Má ơi. Đó, giật tóc bài hiệu quả quá. Bác ơi, tại sao mà bác ngã không? Sao? Đó, tại vì bác hát cái lương bác phải đứng lên, bác lấy hơi, bác diễn xuất đàng hoàng. Bác ngồi nó bị ém hơi. Bây giờ bác đứng lên đi, bác đứng lên. Đứng lên hả? Chị cho bác hát lại luôn. Dạ. Rồi, hát lại cho mình nghe luôn. Đó, chị cho hát nè, đứng lên lấy hơi vô nè. Hai, ba lấy hơi vô, lấy sâu vô, vừa hơi bụng lồng ngực luôn. Hai, ba, lấy vô, lấy. Hai, ba. Nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng cô ải duyên nợ ba tình sắp bài. Từ một kiếp trước chàng hãy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Không có thiệt, bác hát rất là hay. Gái bác hát. Má con. Nói vậy là Lê Lộc hát chứ không phải Lê Giang hát hả? Không phải, Lê Lộc hát. Trời ơi, hồi xưa giờ tôi coi ca nhạc có hát playback. Bữa nay vô giọng cổ cũng hát playback nữa hả? Nay mai cái tình hình này tấu hề cũng có playback luôn á. Dạ, dạ chào. Làm quen đi con. Dạ. Dễ thương quá. Dạ em Lê Lộc chào anh ạ. Yên tâm đi bác, con mà cưới được Lộc á, con sẽ bảo lãnh là Lộc với Lê Lộc với Lê Giang qua Mỹ, con để lại Duy Phương, Duy Phước ở lại. Yên tâm. Nè nó kìa. Dạ. Hai đứa làm quen nha. Dạ. Tao vô tao nấu một cơm cúng hai đứa. Lộn. Dạ con thích ăn cá lóc. Ừ, tao nấu một cơm mời hai đứa mày ăn. Dạ. Rồi, dạ. Vậy nha. Cảm rồi, ok. Má em dễ thương lắm. Trời ơi, đất ơi, quỷ sư. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày lừa gạt mày chưa đã cho mày quay đây muốn đi làm gì mày? Có đây nè, nãy chửi quá quên cái đó. Chửi gì mà chửi mày? Mày chưa thấy tiền nhau tôi giờ. Mày đi chưa? Mày giờ cái gì? Dạ rồi, xin bé. Mày. Thằng Mai còn muốn. Mày ở đây rồi quán phở bển ai bưng? Hả cái gì? Tao chưa có chết ra được con khùng của mày. Mày nói gì tao lao vậy? Phở trời ơi, đây nè, thằng Mai còn muốn đây nè. Dạ. Giới thiệu cho bác. Đây là một trong bốn thằng Michael giàu nhất nước Mỹ đó bác. Nè, thấy, dễ thương không? Dạ, dễ thương, dạ. đẹp á. Dạ. Giờ sắp cưới được không? Không.
Rất nổ nè mày, tao thấy mày nổ rất văng mụn mày luôn á, mày nổ. Bác 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 cười quá. Giàu lắm, hai tụi con giàu nhất mày, là nó giỡn. Mày nín coi. Ủa, nổ là sao con? Bác bình tĩnh, bác nghe con nói đi. Con là bạn thân của nó là Michael Moon. Hai thằng con bên Mỹ rất là nghèo khổ, hai thằng mới đi bưng phở. Bác bị nó lừa rồi, nó lấy cái mác là Việt Kiều, nó về xây cao ốc gì đó, 90 tầng vậy đó không? Có một chiêu chơi hoài à, thằng này nè, bữa nè, mới hôm qua đây nè, chứ hôm bữa nào đi nhậu nè, mày đặt nổ, mình Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam, mày đặt nó đó đó. Ờ, à, tôi là Việt Kiều mới về nữa, tôi không dạy tiếng Việt. Cho tôi hỏi chầu này ai lo? Trời ơi, kiều kỳ vậy trời. Michael Moon, con. Là nó lừa bác xong rồi, nó lừa con gái bác luôn. Trời ơi, trời ơi, vậy là tôi dở mộng rồi. Hoàng thượng có, hoàng thượng tự ngại có Dương Phi ruộng bỏ thiếp không rồi. Nếu như không còn yêu thiếp nữa thôi thì anh hãy cứ đi đi, anh hãy cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc kia ra sao, mà yêu thương đến nhường nào, sẽ đến đâu khi mà chúng mình xa nhau. Tao 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 tao. Xanh trời suối chi cho duyên tình mình đôi nơi, em đi ngoài phương xa, em đi ngoài gió mưa. Em ơi bỏ anh sao đành nở tâm mê. Mình có tha thiết yêu nhau nhưng làm sao tiếp kề cận mãi bên chàng. À, anh sẽ nguyện yêu em mãi mãi muôn nhà đời. Nói gì tìm nữa, định mệnh ngăn đôi mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người một ngã đường, bà đi đường tôi bước, bà đã theo chồng quên kỷ niệm ngày xưa, do bão nắng mưa lòng người thay đổi hoàn cảnh hôm nay. Làm nên tội mà khổ đau này riêng chị mình tôi, bà đã có đôi giày vui duyên mới để tôi ôm sầu ôm nỗi sầu cô đơn. Quân Dương, ai? Quân Dương, Quân Dương lại đây đi, tiếp cho hung cái nè. Hả? Nói thiệt. Nói thật à? Ờ. Nè. Hả? Nói cho biết nha, không phải lúc nào cũng được đâu đó, chỉ có chương trình này thôi đó nha. Đừng gạt ta nha. Không thiệt á. Ta khổ nhiều lắm đó. Xạo. Lại đây chàng. Lẹ đi. Dừng môi lại. Hoàng hậu. Hậu à, ta muốn nói với hậu là Hoàng hậu ơi, thiếp không có lỗi gì hết. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu hãy tin tưởng thần thiếp đi. Thần thiếp không làm điều gì sai hết. Hoàng thượng có, hoàng thượng tự ngại có Dương Phi ruộng bỏ thiếp không. Rồi nếu như không còn yêu thiếp nữa thôi thì anh hãy cứ đi đi. Trời ơi. Anh hãy cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc kia ra sao, mà yêu thương đến nhường nào, sẽ đến đâu khi mà chúng mình xa nhau. Tao 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 tao.
Hoàng hậu. Đừng lại con kia. Ủa sao tự nhiên khoan, con nhỏ cái con gì màu đỏ mới chạy qua phải không? Ai vậy? Cho con hỏi cái phòng thay đồ ở đâu vậy? Cô là ai? Dạ con là người mới trong vũ đoàn. À bên đám múa đó hả? Dạ. Vũ đoàn bữa nay làm gì có thay người đâu mà người mới gì đây? Dạ có. Con nhỏ kìa nó mới bị bệnh. Nó nói nay nó bị khan tiếng nên nó múa không được. Trời. Nhờ con múa giùm. Nói thiệt nha. Mày là ai? Ai? Vô đây làm gì đây nè? Đưa mình lên công an phường vậy. Cô ơi, cho con nói đi. Thật sự là... Nói lại đi. Mày vô đây làm gì? Tao đang tạm tuần. Dạ, thật sự là con có mượn tiền của tụi giang hồ. Đây con chữa bệnh cho má con. Má con bệnh nặng lắm. Mà giờ con chưa có tiền trả. Tụi nó đòi giết con. Nó chạy vô hướng này nè. Bây giờ trốn trốn đi. Tao tính sao? Tao lo ngoài này đi. Cái này gánh hát hả? À? Dạ. Cho hỏi cái ơi. Có thấy nhỏ nào mới chạy vô đây không? Không có đâu, ở đây đâu có ai rồi nè. Đâu có ai chạy đây. Đâu có ai chạy đâu. Nếu mà tôi tìm có đó. Ông không yên với tôi đâu nha. Tập tuần đi. Nhã đi. Không được làm bậy nha. Đừng có làm bậy cậu ơi. Cậu có gì từ từ nói. Đừng tính cơ. Cậu ơi. Đừng. Cậu ơi, liệu ông ấy chạy đi chứ đừng có động lắm. Trời ơi, nó ăn cắp. Trời ơi, nó ăn cắp trong túi mày biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 1.1 triệu. Sao mẹo vậy? Mà sao mày nhỏ mày đâm mày ăn người vậy? Anh em, rút! Rút mày ơi! Trời ơi! Tụi mày đứng lại! Sao chú đổ cho con chi vậy? Con. Dạ. Chú khuyên con, từ đây về sau, đừng làm cái nghề ăn cắp này xấu lắm nha con. Chưa. Chú muốn nói với con giống con gái chú lắm. Chú khuyên con lời cuối cùng. Dịnh mẹ. Tại sao mọi người đã đứng nhìn không như vậy? Vì sao? Làm sao? Kêu xe cấp cứu! Ai ai ai! Cấp cứu! Ngoài kia không lại được nghe coi! Trời ơi! Bước ra! Xuất hát tối nay nè. Bán vé xong hết rồi. Ai diễn? Cô cho con hát được không cô? Cô nghĩ cô là ai mà hát giai hoàng thượng hả? Con hát được.
cô biết sao không? Hồi đó con có nhắc Tuồng ở trong đoàn hát á, vai nào con cũng thuộc hết trơn á. Con làm được á cô. Đừng có nói dối, vai nào cũng thuộc, tại sao cô không lên cô hát chính hả? Làm gì nhắc Tuồng hoài vậy? Rồi tại sao phải đi ăn cắp như vậy? Thật sự là con không muốn ăn cắp đâu, tại má con bệnh hoài à, con không có tiền chữa. Mà nghề nhắc Tuồng á, sao đủ sống? Con định ăn cắp già dố thôi, có tiền chữa bệnh cho má con rồi con bỏ liền. Cô đừng có nói mà cái điều nguy biện của em. Con thích lên sân khấu con diễn lắm, con cứ canh á, có ai bệnh, có ai bận á, con xin ông bầu cho con lên con hát, con thế giùm thôi cũng được nữa. Con không cần đóng vai chính đâu, cho con lên sân khấu thôi. Cô ơi cô cho con thử đi, con thử cho cô coi nha. Con mà làm được con cho con hát nha cô. Con thử cho cô coi nha. Con thử cho cô coi. Hỡi muôn dân, dù cho máu nhuộm chiến bào, thầy phơi đồng nội, ta cũng quyết đánh đuổi kẻ thù giữ an bờ cõi. Non sông ta thống nhất, dân tộc ta trường tồn. Tập Tuồng đi. Có người nói ngươi rồi. Tập Tuồng. Thank you.